Quả nhiên người đẹp thì mặc gì cũng đẹp. Cháu gái của sư phụ, mở một công ty lớn như vậy, xem ra cũng khá nhiều tiền. Đợi ta, mình phải mua một bộ đồ mới, xem tôi có mê hoặc cô đến chết không. Anh là thợ sửa đèn à? Cầm dụng cụ của anh rồi đi theo tôi. Tôi, bộ phận công trình của các anh làm sao thế? Làm vớ làm vẩn thì cũng thôi đi. Tôi, thư ký chủ tịch, cũng đợi anh 3 tiếng rồi. Có phải không muốn làm nữa không? Tôi không, anh không cái gì. Anh còn có lý không hả? Đi. Tôi đây. Trời mẹ, hây hây hây, nhẹ nhàng chút. Sửa nhanh lên, trước khi Liễu tổng quay lại mà sửa không xong, thì cả bộ phận công trình của các anh cũng cút đi đi. Tôi. Trời đất, ngực bự thật, lại giữ thế này. Xin lỗi. Cô mở cái hộp công cụ đó ra. Trời đất. Sửa xong rồi, cô thử xem. Đèn của cô sửa xong rồi à? Cô gọi tôi đến đây làm gì? Này, đây không phải là hộp công cụ của tôi à? Nào nào nào, sao đấy? Bộ quần áo này, tôi tốn 500 tệ để mua, mà thợ sửa chữa các người, mặc vào trông cũng ổn đó. Xì. Tên khốn. Anh rốt cuộc là ai? Có tâm cơ gì? Tôi tên là Lâm Đông, bảo Liễu Khuynh Thành đến gặp tôi. Anh là Lâm Đông, không ngờ Liễu Khuynh Thành cũng xinh đó chứ. Anh tìm tôi à? À đúng rồi. Cái này là ông ngoại cô bảo tôi chuyển cho cô, trị giá hàng trăm triệu, bột mỹ nhan, có thể cho tất cả mọi người dùng, không phân biệt nam nữ, thì ra sẽ trẻ hơn 10 tuổi. Cảm ơn. À không, cô, tôi không có ông ngoại. Năm đó, sư phụ của anh với bà tôi chưa kết hôn, bọn họ chỉ là lộ thủy tình duyên, sinh hạ một đứa bé, không ngờ sư phụ lại còn từng có trải nghiệm như thế. Trong này có 30 vạn, cầm đi đi, cảm ơn anh đã đi một chuyến. Mới đến đã coi thường tôi. Tuy rằng bây giờ trên người không có tiền, nhưng không cần gấp, với y thuật của tôi, còn có phương thuốc bí mật về đan dược, muốn kiếm tiền vô cùng đơn giản. Vì thế, Liễu Khuynh Thành, cô ra đây cho tôi. Liễu Khuynh Thành, cô cút ra đây cho tôi. Ngôi sao chổi nhà cô, hại tôi thảm thương. Chị Lê, ý chị là gì? Ý gì? Cô vẫn còn giả ngốc à? Sợ quá. Mặt của chị, mặt tôi, dùng đồ trang điểm của công ty các người, thì mặt tôi mới trở thành thế này sao? Chị Lê, không thể nào. Sản phẩm của công ty chúng tôi đều đạt tiêu chuẩn. Điều này là không thể. Cô còn rảo biện. Hôm nay lão lương nói luôn, nếu như cô không đền 1 tỷ, thì cô không xong với tôi đâu. Tôi cảnh cáo cô này, nếu cô không đền bù cho tôi, chồng tôi là chủ tịch thương hội Giang Hải, lời nói của anh ấy, nó sẽ khiến công ty của cô phá sản. Này, đợi một chút, bệnh trên mặt bà, không liên quan gì đến mỹ phẩm. Làm sao cậu biết, anh là bác sĩ sao? Lâm Đông, đừng gây rắc rối nữa. Người đâu, kéo anh ta ra, cô đừng nói gì cả. Chị Lê đúng không? Tôi hỏi chị, tôi qua, chị ăn hải sản đúng không? Sao mà cậu biết? Vì vết cắt xe trên mặt chị, chính là vì ăn thứ đó, nguyên nhân do thịt mực hải sản, dẫn đến vết dị ứng. Nếu không được điều trị kịp thời, mặt chị sẽ bị biến dạng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, toàn thân đầy những vết áp xe mà chết. Kinh khủng, kinh khủng. Vậy thì em trai à, cậu, có thể chữa không? Đương nhiên, chỉ cần châm cứu có thể giúp chị điều trị. Tốt quá, cậu mau chữa cho tôi đi. Đây là kẻ lừa đảo, trẻ như thế này, sao có thể biết chữa bệnh chứ? Cô im miệng đi. Này em trai, tôi xin cậu, mau chữa cho tôi đi. Chữa khỏi rồi tôi sẽ tạ lễ. Tạ lễ.
lại đi tin cái tên lừa đảo trốn giang hồ này. Biết lừa thật, chữa khỏi được bệnh này, tôi ăn cái áp xe trên mặt bà ta luôn. Cô, khẩu vị cô ta cũng mạnh thật đấy. Kim Thái Âm Dương, dùng ngũ hành âm dương để trị bệnh. Ối. Ối. Ngứa quá, ngứa quá, ngứa quá. Thất dùng kim châm 2 lần mà có thể chữa được bệnh, cũng gọi là thần thánh. Tôi nói mà, hắn là kẻ lừa đảo. Đúng thế, nếu vậy thì cần đến bệnh viện làm quái gì? Đây rõ ràng là càng chữa càng nghiêm trọng. Thật sự có hiệu quả này chị Lê, áp xe trên mặt chị đã biến mất. Tên tiểu tử này không phải kẻ nói dối. Châm cứu của anh ấy thực sự có thể chữa khỏi bệnh. Ồ thế sao? Đợi chút. Đừng cử động, chị Lê. Đừng cử động. Ôi. Mát mát, khá thoải mái. Kem hắc dược này hiệu quả được đấy. Đây đúng là hoa đà tái thế. Được rồi chị Lê, áp xe trên khuôn mặt của chị, tôi đã chữa khỏi cho chị rồi. Ô đúng rồi, lọ này là thuốc tổ tiên truyền lại, thuốc có thể chữa được mọi bệnh tật. Chị cầm lấy đi, uống ngưng 3 ngày có thể khỏi bệnh hoàn toàn. Ây, tiểu thần y, cậu đúng là hoa đà tái thế. Cậu đã chữa khỏi bệnh cho tôi, hãy nhận của tôi một lạy. Đừng, 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 đứng dậy đi. Này, đây là 500 vạn, cậu cầm lấy đi, cầm đi, cầm lấy đi. Còn có, thẻ này, cậu có thể tùy ý sử dụng. Cái này, nó có thể được sử dụng trong mọi tình huống lớn ở Giang Hải. Thẻ ngũ long trí tôn. Là thẻ độc nhất, chỉ có 5 cái, của Thương hội Giang Hải. Cầm thẻ này, đến tiêu ở tập đoàn nằm trong Giang Hải Thương hội, sẽ được đối xử như vị khách VIP. Tất cả tiêu phí, đều được miễn phí, thật hay giả vậy? Cảm ơn chị Lê. Đúng rồi, tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Sau này, nếu có chuyện gì thì cứ bảo cậu là em trai tôi. Nếu còn ai làm phiền cậu, thì cứ tìm chị thay cậu xả giận. Vâng chị à. Tạm biệt chị, tạm biệt. Liễu tiểu thư, tôi còn có việc, tôi cũng đi trước đây. Anh đi đâu? Tôi đi tìm chị gái mà tôi quen hồi nhỏ. Cô yên tâm, sư phụ đối đãi với tôi rất tốt, tôi nhất định sẽ chăm sóc cô. Công thức bột mỹ nhan. Vừa hay, mang cái này đi kiểm định đi. Tờ giấy này viết gì đây? Nếu không có gì sai, thì nửa trang giấy này có thể giúp quốc tế Khuynh Thành tăng giá trị lên gấp 100 lần. Ôi! Vừa đến Giang Hải đã kiếm được 500 vạn, có vẻ như kiếm tiền không khó lắm. Muốn kiếm nhiều tiền hơn, đủ mua được dược liệu 100 năm. Để đột phá lên cấp 9. Cũng không biết thành phố Giang Hải này có bao nhiêu dược liệu 100 năm. Em trai, giúp chị đỗ xe đi. Tôi không, làm sao? Muốn phương thức liên lạc với chị gái à? Nữ nhân ở thành phố này dữ thật đấy. Ôi, yên liệt. Sao nói chạy là chạy rồi? Anh viết hết mấy tâm cơ của anh lên mặt rồi. Lẽ nào tôi còn đợi rơi vào miệng hổ hay sao? Yên Chi, em trách nhầm người ta rồi. Người ta không phải loại người đó. Chúng ta đi ăn tiếp. Ngoan. Làm sao? Muốn dùng thứ mạnh hơn à? Cô đã u mê bất lộ như thế. Vậy thì kịch của tôi cũng không diễn được nữa. Cô chỉ có thể là người phụ nữ của tôi. Tôi có thể khống chế Hắc Long Hội. Em trai, tránh xa ra, chị gái sắp đánh người.
Đừng đấu nữa. Trong bữa tiệc trước, tôi đã đầu độc cô rồi. Đáng khinh. Đúng, tôi đáng khinh đấy. Ha 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 ha. Các người đứng lên hết cho tôi. Mang cô ấy đi cho tôi. Ném lên giường của tôi ấy. Tôi nói các người, một đám đàn ông, lại đi bắt nạt cô nương nhà người ta. Có phải đáng xấu hổ lắm không? Tên tiểu tử thối này, đừng có lo chuyện bao đồng. Nếu không tôi sẽ móc cả hai mắt của cậu ra đấy. Nếu như tôi muốn quản thì sao? Được, bẻ gãy hai chân nó đi. Em trai, mau chạy đi. Bọn họ đều là sát thủ chuyên nguyện. Tiểu tử, cậu là ai? Qua hừng gặp bất bình, bên phải rút kiếm ra tương trợ. Thân thủ không tồi đó. Sao nào? Làm việc cho tôi. Được ăn, được uống, được chơi. Thoải mái mà quản. Quên đi, quên đi, quên đi. Tôi không chịu được. A hát. Rượu mời không uống. Lại muốn uống rượu phạt. Lâm Hổ, anh định làm gì? Làm gì? Còn phải báo cáo với cô à? Tốt nhất thì anh nên nể mặt tôi. Đừng có làm chuyện náo động lên nữa. Mặt mũi, được. Hôm nay tôi để cô và Yên Chi. Thu hết hai bông hoa này luôn. Cho các người mặt mũi lớn luôn. Tất cả, lên. Tên tiểu tử, chết chắc. Anh mới là chết chắc đấy. Anh bị u não. Không thể sống quá nửa tháng nữa đâu. A hát, dám mắng tôi. Này anh, đại ca tha mạng. Tôi sai rồi. Cút. Cảm ơn cậu. Đồ khốn nạn, dám đánh tôi giết anh, lực trên cơ thể mới hồi phục. Anh làm gì thế hả, Khuynh Thành? Hình như cậu ấy cứu tôi. Cảm ơn sự giúp đỡ của cao nhân, hôm nay Yên Chi, nợ cậu một ân tình. Lâm Đông, cảm ơn. Không cần cảm ơn, mau đưa cô ấy đến bệnh viện đi, điều trị vết thương, tôi đi tìm người thân của tôi, tạm biệt. Ôi khổ quá, đúng là một ông chồng cờ bạc, con khốn, bảo cô không đi, cờ bạc, nợ cả đống tiền. Giờ ép của bán thân trả nợ. Mượn đó. À hát. Đánh phụ nữ này. Đông Đông, em trai lúc nhỉ. À hát hát hát. Dừng đánh. Đánh phụ nữ này. Dừng đánh. Còn đánh nữa sẽ chết người đó. Đánh chết người phải ngồi tù đó. Hóa ra là bạn cô. Bảo cô đi cô còn không đi theo Sạc Ca. Cô còn giả vờ với tôi à? Hóa ra đằng sau sớm đã có người. Lý Kiếm, anh không phải đàn ông. Tôi chưa bao giờ là đàn ông. Tiểu tử cho tôi 50 vạn, thì có thể đưa cô ta đi. Anh nằm mơ à? Không cho. Cô có muốn tôi gửi những thứ trong này cho mẹ cô không? Gửi cả cho em gái cô, đồng nghiệp của cô. Lý Kiếm, anh đúng là không biết xấu hổ. Đây là điều mà con người làm à? Súc sinh còn chẳng làm ra được trò này. Cậu thì hiểu cái gì? Tôi làm điều đó vì lợi ích của cô ấy. Mở hai chân ra, thì có tiền đổ vào. Hơn thế nữa, tôi đã tốn rất nhiều tiền để cưới cô ta. Tôi chỉ nhờ cô ta kiếm tiền cho tôi. Nếu không thì tại sao tôi lại cưới cô ta? Làm sao? Tiếp cho chị Bạch Ngọc của cậu à? Trong điện thoại di động của tôi, có ảnh, rồi viết nóng. Trước đây của cô ta, nếu như cô ta không đưa tôi 50 vạn, thì tôi sẽ gửi video này cho bố mẹ, em gái cô ta. Còn có đồng nghiệp, xem ra đến lúc đó thì xấu mặt rồi đấy. Là ai? Anh. Được, tôi đưa anh 50 vạn. Thành giao, xóa video cho tôi. Nếu anh dám trêu tôi chắc chắn sẽ giết anh. Ai mà lại đi gây rối với tiền chứ? Tôi xóa ngay, yên tâm. Xóa rồi, đưa tiền. Đưa điện thoại cho tôi. Đi, ký giấy ly hôn cho tôi. Tôi và Bạch Ngọc là đôi vợ chồng ân ái. Thêm 50 vạn. Anh đúng là không biết xấu hổ. Tôi sẽ cho anh thêm 50 vạn nữa. Thêm 500 vạn.
Có ký không? Tôi ký tờ ký. A-hát. Người đâu? Ở đây à? Sao? Trốn à? Mày còn trốn nữa? Nhanh trả tiền cho tao. 100 vạn, nếu không thì, hôm nay tao phế mày. Đừng, đừng, đừng. Vợ, tôi sẽ thế chấp vợ tôi cho anh. Tiểu tử làm gì thế? Đi ngang qua thôi. Nhìn không nổi tên cha năm này. Người bất bình, có thể hiểu được. Ha ha. Vợ anh đẹp thật. Người đâu, mang đi cho tôi. Đợi một chút, các người là ai? Tiểu tử, tôi khuyên cậu đừng lo chuyện bao đồng. Không thì tôi bẻ gãy chân cậu đó. Đông tử, chạy nhanh lên. Chị Bạch Ngọc, đừng sợ. Nếu hôm nay các người dám động vào chị ấy, thì tôi bảo đám mấy người các người sẽ phải hối hận khi đến đây. Hay lắm tiểu tử, nếu như cậu thích lo chuyện bao đồng, sẽ bị đánh liệt luôn đấy. Thì chỉ có thể nói là cậu đáng đời thôi. Cậu mau chạy đi, kệ chị, mau đi đi. Phế rồi, phế rồi. Còn dưỡng ra đó làm gì? Một chân 10 vạn, một tay 5 vạn. Tiểu tử, cậu muốn chết à? Dám đánh anh xà, phế cậu cũng dễ thôi. Tay chân của tiểu tử này đều là của tôi. Đừng đến đây, đừng qua đây, cậu biết lão đại của tôi là ai không? Hắc Long Hội, nghe qua chưa? Tôi là thủ hạ của Lâm Hổ, dám động vào tôi, là xúc phạm Hổ ca. Đúng là, đánh đại ca thì lại đến tiểu đệ, cậu muốn đòi nợ, anh đi tìm Lý Kiếm chứ? Tại sao anh lại làm khó một người phụ nữ? Hắn hắn, hây hây hây, tha cho tôi đi. Tha cho anh, được, tự mình phế. Bốn ngón còn lại đi, rồi cút, a hát, phế hay không? Phế. Phế. A hát. Tiếp tục, a hát, cái cuối cùng. Về nói với Lâm Hổ, tôi có thể chữa khỏi bệnh cho anh ta. Anh ta có thể không tin, tôi đang ở quốc tế Khuynh Thành, nếu phát bệnh thì qua tìm tôi. Cút. Đứng lên. Chị Bạch Ngọc, từ bây giờ chị sẽ sống ở đây. Đông tử, bao nhiêu năm nay cậu đã đi đâu? Tôi còn tưởng cậu, năm đó tôi bị sư phụ dắt lên núi, ở đó 20 năm, hôm nay vừa xuống núi, liền đi gặp chị Bạch Ngọc. Những năm qua, khổ cho chị rồi. Ô đúng rồi. Trong thẻ này có 100 vạn, không nhiều, nhưng nó đủ cho cuộc sống hàng ngày của chị. Đông tử, sao cậu kiếm được nhiều tiền thế? Không phải cậu làm chuyện gì không nên rồi chứ? Chị Bạch Ngọc, đừng lo, số tiền này là tiền chân chính. Em bán thuốc mà có, bán chung dược, bán chung được có thể kiếm được nhiều tiền thế này sao? Chị Bạch Ngọc, chị cứ yên tâm cầm lấy đi. Đông tử, ý cậu là sao? Sau khi cầm tiền, tôi và cậu không còn quan hệ gì nữa sao? Không, đồng tử, cậu mua tôi, lẽ nào bây giờ định đuổi tôi đi? Đồng tử, Bạch Ngọc biết bản thân không xứng với cậu, tôi không muốn cưới cậu, nhưng cậu là người đàn ông duy nhất đối tốt với tôi không cần danh phận, tôi chỉ muốn ở bên cạnh và phục vụ cậu. Được không, tôi không quan tâm, cậu bỏ ra 50 vạn mua tôi từ chỗ Lý Kiếm, từ giờ trở đi, tôi là của cậu rồi, tôi không đi đâu hết. Trừ khi, cậu đối xử với tôi như Lý Kiếm. Chị Bạch Ngọc, chị đang nói gì thế? Tôi chỉ muốn đi tắm thôi. Cả ngày nay, cả người tôi cứ dính nhơm nhớp. Khó chịu chết mất, tôi đi tắm đã. Đồng tử, chị Bạch Ngọc cần cậu, tôi không cần danh phận, tôi chỉ muốn trở thành người phụ nữ của cậu. Tôi không muốn cưới cậu, nhưng cậu là người đàn ông duy nhất đối tốt với tôi không cần danh phận. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh và phục vụ cậu. Cái gì mà cửu truyền trường sinh, sau khi luyện đến tầng 3, đã không còn sức kháng cự lại phụ nữ. Cửu truyền trường sinh, ở tầng thứ 3, không được phá thân. Một khi đã phá thân trinh, năng lượng dương bên trong sẽ được giải phóng. Sau này có tiến bộ,
chỉ còn có một tháng thôi, cho tôi đột phá đi, cũng lâu rồi, tôi sợ tôi không trụ nổi nữa. Phương pháp duy nhất, ở tầng thứ 3, phải dùng lượng lớn thiên tài địa bảo, có sự giúp đỡ của nó, thì sẽ đạt được tầng thứ 4. Sau khi đạt được tầng thứ 4, thì không cần lo những thứ này nữa, mình phải tìm dược liệu càng sớm càng tốt, không thì cứ bị chị Bạch Ngọc trêu thế này. Sớm hay muộn cũng không nhịn được, sớm muộn mình cũng không trụ nổi. Lâm Đông này rốt cuộc là ai? Tôi cũng không biết, Lâm Đông này, không đơn giản, Lâm Hổ, tuy hắn chỉ là tiểu nha ở Giang Thành, nhưng lại không thể qua nổi ba chiêu của Lâm Đông, hơn nữa còn có y thuật rất lợi hại nữa, thực ra tôi cũng thấy vậy, đúng thế, cô biết không, y thuật của anh ta tuyệt vời lắm, chỉ cần một vài mũi châm cứu, khuôn mặt của Du Lê đã tốt lên rồi, thật ư. Giúp cô là ý gì? Cô cũng biết đấy, những năm nay, kể từ khi bố tôi qua đời, tôi tiếp quản hắn Long Hội, luôn luôn bị tên Lâm Hổ đó phá đám, nội bộ Hắc Long Hội cũng lục đục, nếu như có thể mượn tay Lâm Đông, đàn áp Lâm Hổ, có lẽ, tôi còn có thể thu về Hắc Hổ Hội, thế này chẳng phải địa vị sẽ ổn định sao? Ôi, Khuynh Thành, làm ơn giúp tôi, này, tôi không liên quan gì đến Lâm Đông, người ta không chắc sẽ giúp đỡ, này Lưu Khuynh Thành. Cô là mỹ nữ số một Giang Hải, cô cầu xin soái ca, giúp đỡ còn có thể bị từ chối hay sao? Ây da, cô nói gì thế? Những gì tôi nói là đúng, Từ Yên Nhi. Thân hình cô mà đứng thứ hai Hải Thành, không ai dám nhận thứ nhất, cô dùng bản thân không phải là được rồi sao? Ây da. Cô dùng không, cô thử đi. Ây da, được rồi, tôi thật sự phục cô rồi. Tôi còn không biết cô nhìn chúng tên Lâm Đông đó sao? Muốn WeChat của trai đẹp thì cô trực tiếp hỏi đi, tôi không cho cô đâu, cùng lắm thì giam hắn lại. Để tôi nghĩ xem nên mời anh ta ăn bữa lớn thế nào. Được rồi, Liễu Khuynh Thành. Cô xem tôi xử lý hắn ta thế nào. Đừng làm loạn nữa, tôi sai rồi, sai rồi. Trời đất TV. Hổ ca làm kiểm tra. Trước tiên đừng làm gì nữa, tôi mời thần y qua đây. Thần y. Anh Hổ, anh nói thần y. Không phải là, tên tiểu tử tóc còn chẳng mọc dài này ý hả? Đúng, là hắn. Hổ ca, chắc chắn anh bị lừa rồi, anh bị u não, không có thuốc chữa. Tên tiểu tử này, có vẻ, còn chưa có nổi bằng bác sĩ ấy chứ, anh ta chắc chắn là kẻ nói dối. Tôi nói, đừng có ngày ngày treo bác sĩ nước ngoài trên miệng, khôn chỉ chuyên gia nước ngoài mới trị bệnh được. Tôi nói cho anh biết, trung y của chúng ta cũng có thể chữa được, y học phương Tây chữa được, thì trung y cũng chỉ được, Tây y không chữa được, trung y vẫn chữa được. Trung y có thể chữa được, bệnh mà Tây y không trị được, đúng là nói khùng nói điên. Không tin đúng không? Nếu không tin thì mở to mắt ra, nhìn cho kỹ. Hổ ca, anh thật sự để cậu ta chữa trị. Tôi là một bác sĩ chuyên khoa não 30 năm nay, nên tôi nói cho anh biết, trung y là một thuật pháp không có bất cứ cơ sở khoa học nào. Mấy vị bác sĩ dùng phương pháp đông y để chữa trị, căn bản không xứng gọi là bác sĩ, toàn là lũ lang bằm ít quan tâm đến mạng sống con người. Dùng phương pháp chữa bệnh của tôi có thể bảo đảm, anh còn có thể kéo dài mạng sống thêm một tháng, anh để hắn trị cho anh. Sợ là không sống nổi ba ngày. Tỉnh rồi à, ăn sáng không? Không đâu chị Bạch, tôi đang vội, tôi đi trước đây. Không. Lên xe. Em trai, chị xinh không? Xinh không? Là trên hình đẹp, hay là ngoài đời đẹp? Ừ.
Cô làm gì? Thắt dây an toàn. Cậu tự cài đi. Nói chính sự, Lâm Hổ, sớm nay phái người gọi điện cho tôi, bây giờ hắn đang ở bệnh viện, lại còn bị u não, sợ là sắp chết rồi, cầu xin tôi tìm anh đến cứu hắn, anh ta nói chỉ cần cứu được hắn, sau này Hắc Long hội sẽ chiến đấu vì cậu, vì thế nên tôi tìm cậu để đến bệnh viện cứu người. Chắc hắn sợ lắm, u não ác tính thì không thể chữa. Vì thế nên cậu, là cọng rơm cứu mạng duy nhất của hắn. Chỉ cần cậu có thể cứu hắn, thì sau này, tôi xử lý cậu. Thế nào, con yêu tinh này, không nhịn nổi mất. Lâm Hổ, anh cứ để Lâm Đông xem, không chẩn bệnh thì không biết được. Đúng vậy, không còn lựa chọn nào nữa, cứ nên đánh một canh bạc xem. Bác sĩ Lâm, hay là cậu giúp tôi chữa bệnh đi. Cẩn thận, lừa lại còn lừa Hổ ca. Nếu mà chữa không khỏi bệnh, thì đợi mấy thủ hạ của anh ấy băm cậu ra. Ông chữa không được, không có nghĩa người khác không chữa được. Châm cứu trị bệnh, cậu làm cho hề à, cái thứ này có thể chữa bệnh, tôi ăn cho cậu xem. Nhưng trước đó, anh cần phải đồng ý với một điều kiện, điều kiện nào? Chỉ cần cậu sẵn lòng giúp tôi chữa bệnh, điều kiện gì tôi cũng đồng ý. Điều kiện là, từ giờ trở đi, người Hổ sẽ phục tùng ta. Hắc Hổ hội của anh, đồng thời sáp nhập vào Hắc Long hội, được, từ bây giờ, tôi, Lâm Hổ, đồng ý với cậu vô điều kiện. Từ giờ trở đi, Hắc Hổ hội sẽ thuộc quyền sử dụng của cậu. Cậu làm thế này là mưu sát à? Cây kim dài quá, châm vào não. A hát. Mọi người nhìn đi, cậu làm chết Hổ gia rồi. Tiểu tử thì ra chỉ là kẻ lừa đảo, lại còn làm Hổ gia chết, đi chết đi. Anh em giết chết hắn ta, trả thù cho anh Hổ. Tôi đã nói hắn ta là kẻ lừa đảo mà. Cậu giết Hổ ra rồi, đợi đó xem bị băm thành trăm mảnh đi, dừng lại hết cho tôi. Anh không sao chứ? Không sao, ngược lại, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Lâm Thần Y, xin anh hãy tiếp tục chữa bệnh cho rồi. Thái âm dương thần châm, châm thứ 16, quỷ môn châm. Phổ ca, anh hồ đồ rồi, đây rõ ràng là đang hại anh, câm miệng, đừng làm ảnh hưởng đến Lâm Thần Y, chữa khỏi cho tôi. Được rồi, a hát. Não tôi không còn cảm giác nặng nữa rồi. Cảm giác nặng nề không còn rồi, là tạm thời thôi, không có nghĩ là cậu ta có thể chữa bệnh cho anh, cái này phải kiểm tra mới biết được, dùng số liệu mới nói được. Ô đúng rồi, mấy y cụ anh mang theo, giúp tôi kiểm tra, nhanh. Cậu tưởng, cậu dùng, mấy cái phương pháp chữa bệnh kiểu này, để trị bệnh, là qua mặt được à, lát nữa chúng ta dùng số liệu nói chuyện, đến lúc đó cậu chết chắc. Tình hình thế nào? Dữ liệu cho thấy tất cả bình thường, tất cả các khối u não đều biến mất. Sao có thể chứ? Căn bệnh nan y, sao có thể? Ha 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 ha, ta khỏi rồi. Ban nãy là ai nói, nếu như kim châm có thể cứu người, thì anh ăn luôn kim châm này. Ăn đi. Sao? Không nói được rồi à? Bẩn, có cần tôi khử trùng không? Lâm Thần Y, cậu xem cái ngân châm này dài thế này, ăn vào thì đúng là không thật lắm. Hay là cậu tha cho anh ta? Mau xin lỗi Lâm Thần Y đi, xin anh ấy tha cho anh. Sau đó, nếu không mà để cái châm này nuốt xuống, thì đừng có trách tôi. Lâm Thần Y, xin lỗi. Một câu xin lỗi là xong rồi. Cậu còn muốn thế nào? Sau khi quay lại, viết bài xin lỗi người hành nghề y học Trung Hoa. Lấy danh nghĩa phương quản phát biểu. Ngoài ra, sau này đừng bôi nhọ trung dược nữa.
Bây giờ có phải nên thực hiện lời hứa rồi không? Lâm Thần Y, cậu yên tâm. Lâm Hổ, tôi nói lời giữ lời. Tôi đưa cậu đến một nơi, tặng cho cậu một món quà bất ngờ. Tôi muốn xem anh định làm cho quỷ gì. Chị Yên Thi, chị về trước đi. A hát. Ồ. A ha 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 ha. Soái ca, anh mệt rồi hả? Chị đến giúp em massage. Đừng động linh tinh, Hổ gia ra lệnh cho tôi phục vụ cậu. Tối nay, chúng tôi đều là của anh. Không, 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 tôi không thể chịu đựng được nữa. Đừng động đậy, ngồi xuống, đặt tay lên đầu. Chuyện gì đây chứ? Không làm cũng bị bắt. Mau lên, hiểu lầm, hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Cút lên giường. Đi cùng tôi một chuyến. Hổ gia, không phải ngài nói muốn cho thần y đó thứ gì tốt sao? Cho hắn á, nằm mơ. Giờ tôi đã phái người chuẩn bị đi tìm Từ Yên Chi. Anh không sợ tên thần y đó phục thù sao? Hắn báo thù tôi. Ha ha ha, cứ xem đi. Tôi đã tính kế để kiểm soát hắn rồi. Tên tiểu tử này từ giờ sẽ là công cụ kiếm tiền của ta. Ý anh là gì? Tên tiểu tử này là hoa đà tái thế. Ngay cả căn bệnh nan y của tôi cũng đã được chữa khỏi. Nếu tôi khống chế được anh ta, sau để hắn đi chữa bệnh kiếm tiền, chẳng phải nhanh hơn cướp ngân hàng sao? À ha ha ha, và những người giàu bị ung thư, nếu họ khỏi bệnh, thì báo họ giá 1 tỷ, họ cũng sẽ đồng ý. À ha ha ha, nếu như vị thần y đó không tuân theo thì sao? Nếu không tôi sẽ bẻ gãy chân anh ta. Sau đó, thiên hắn, thật là vô tâm, mong là thần y phúc lớn mạng lớn. Các người là giả phải không? Sao phải giả làm điều tra viên đến bắt tôi? Không ngờ cậu lại nhìn ra. Nhưng mà bây giờ chúng ta có nhiều người thế này. Tay anh bị trói. Tôi không sợ anh chạy mất. Người của Lâm Hổ. Tiểu tử, cậu cũng thông minh đó. Nếu đã biết chúng tôi là người của anh Hổ, thì thành thật mà nghe lời. Anh Hổ nói. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, làm một công cụ, chữa bệnh kiếm tiền, tiểu tử nhà cậu. Nếu như không nghe lời, anh Hổ cũng nói, nếu không nghe lời, thì tôi cho cậu thử cảm giác làm thái giám. Còn nữa, cái gì mà, Từ Yên Nhi đúng không? Anh Hổ bắt về rồi, cậu có phải muốn thấy cô ấy mỗi ngày, đổ mồ hôi kiếm tiền không? Lâm Hổ muốn chết. Cậu bị chúng tôi bắt lại. Xem ra là muốn chết rồi. Vậy thì để cậu nếm thử, cảm giác làm một thái giám. Anh Hổ nói, để ngăn tiểu tử nhà cậu trốn thoát, thì đánh gãy hai chân cậu. Nếu không phải đôi tay cậu dùng để chữa bệnh, thì đã biến cậu thành cây gậy rồi. Chúng ta nhiều người thế này, sợ hắn làm gì? Đi, đánh gãy chân hắn cho tôi, tay tôi, tay tôi. Mẹ kiếp tôi, anh em, chúng ta nhiều người, lên cho tôi. Anh em, chúng ta nhiều người, không cần sợ. Đừng thở nữa, lái xe đi. Lâm Hổ, ý anh là gì? Đại mỹ nhân của ta, cuối cùng cũng quay lại rồi. Thật sự khiến tôi nhớ cô nhớ đến, muốn ngủ cùng cô. Tôi thấy anh ngồi ở chỗ đó lâu quá rồi, quên đi việc Từ Yên Chi tôi thủ đoạn ra sao, sao dám công khai đột nhập vào Hắc Long Hội. Tôi có gì mà không dám, nếu không phải vì nể tình bố cô, thì tôi sớm đã sát nhập Hắc Long Hội rồi. Nhưng, thấy cô,
xử lý Hắc Long hội, gọn gàng có đầu có đuôi. Đúng rồi, tôi càng ngày càng thích cô. Đúng là đũa bốc còn đòi tròi mâm son, xấu xí, lại còn muốn thưởng hoa. Yên Nhi, tôi khuyên cô vẫn nên, đầu hàng tôi càng sớm càng tốt, sau đó, cũng bớt phải chịu tội, huynh đệ dưới trướng tôi nhiều, thỉnh thoảng lại xuất hiện, không biết, thương hoa tiếng ngọc đâu, anh, lật lọng, không sợ Lâm Đông báo thù sao, Lâm Đông. Thì ra thứ mà cô dựa vào, là Lâm Đông. Tôi nói cho cô biết, cứu tinh của cô không tới nữa đâu, chân của hắn ta đã bị gãy rồi, Lâm Hổ tôi, sẽ, hợp nhất hai thương hội, ở Giang Hải. Suy nghĩ viển vông. Trừ phi anh bước qua, sát tôi, đúng là không thua kém gì cánh đàn ông. Được, hôm nay tôi phải phế cô. Không, đánh ngất, sau đó ném cô lên giường của tôi. Anh dám. Tôi muốn xem, cô có kế thừa, được cái gì của cha mình không? Giáo thì sao? Anh em, lên hết cho tôi. Không tệ, có thể trụ được lâu thế này, kế tiếp, nên hưởng thụ rồi, thời gian hạnh phúc của chúng ta rồi. Là ông đáng hưởng thị, những giây phút đáng đời của mình ấy. Lâm Đông, sao cậu vẫn chưa chết? Tất nhiên là tôi chưa chết, vì tôi muốn quay lại, lấy mạng anh. Lâm Đông, cậu nghĩ trước sức lực của cậu, là tự cho mình đúng đúng không? Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Cái này, xếp thứ 100 trong bảng, Khôn ca, cậu tưởng chút sức lực của cậu, có là gì? Trước mặt Khôn ca, chỉ là một con kiến nhỏ. Cậu cười cái gì? Tôi đang cười, sao ông thích chết thế? Đã lâu rồi không có ai nói với tôi, câu này, Lâm Hổ, anh chắc chắn, bệnh của mình đã khỏi rồi sao? Ý cậu là gì? Lười giải thích với anh quá. Để tôi thử trước, trình độ của tên cao thủ này, xem nông sâu thế nào. Anh, đến đây. Thứ non nớt, không biết sống chết, không phải, tôi đã bối rối. Các người có thấy cao thủ nào, trước khi động thủ, mà nói nhảm nhiều thế này, vở kịch nào cũng thế, sống được bao lâu chứ? Tôi xem sao cậu có phải, mắc bệnh gì không, hôm nay tôi sẽ mở sọ của cậu ra, xem rốt cuộc là ai có u não. Tôi đánh. Cao thủ. Rác rưởi. Tôi sai rồi, hãy cho tôi cơ hội cuối cùng. Lần này tôi, chân thành đầu hàng, thành tâm sám hối. Đã quá muộn rồi Hổ à. Như người ta vẫn nói, một lần bất trung, vạn lần bất tín. Đó là sự lựa chọn của riêng anh. Không cần. Cô còn giữ người ra đó làm gì? Mau tìm người đến xử lý. Hiện trường đi. Người đâu? Dọn dẹp hết. Mớ hỗn độn này đi. Không ngờ, mình thật sự tìm được chỗ dựa. Anh. Được rồi, ngày mai tỉnh dậy là không sao rồi. Lâm Đông, người này là ai?
không những y thuật cao siêu, lại còn có võ thuật đáng sợ. Trước đó chúng ta đã đồng ý rồi, tôi sẽ giúp cô nắm lấy quyền lực, bắt giữ Lâm Hổ. Sau này, cô nhận lệnh của tôi, yên tâm, tôi nói lời giữ lời. Anh cứu tôi, cũng cứu Hắc Long Hội. Từ bây giờ tôi sẽ tuân theo mệnh lệnh của anh. Anh nói gì, tôi sẽ làm đó. Được, kế tiếp, còn một chuyện nữa, cần cô làm. Nói, giúp tôi theo dõi tin tức mới nhất ở thành phố Giang Hải. Thu thập dược liệu trăm năm. Dược liệu trăm năm, khó đó. Dược liệu trăm năm vốn đã khan hiếm rồi. Dược liệu trăm năm vốn đã khan hiếm, hầu hết được độc quyền bởi các gia đình quý tộc. Muốn lấy được, dựa vào có duyên, hoặc có được từ đấu giá. Vừa hay, tuần tới ở Giang Hải, có một cuộc đấu giá, được tổ chức bởi Thương hội Giang Hải. Có vẻ như có một câu hà thủ ô trăm năm. Vậy cô phải giúp tôi có được nó. Chủ cầm lấy được hà thủ ô này, tôi có thể thuận lợi đột phá lên tầng thứ tư. Làm sao, em trai, cậu còn trẻ, còn toàn bộ cơ thể sao? Cẩn thận, chỗ hụt lại không bồi vào. Tôi còn có việc, tôi đi trước nhé. Đúng là khiến mình càng ngày càng tò mò. Vừa ra khỏi hang sói đã vào miệng cọp. Làm gì thế? Ép mình không thành. Không được, không được. Còn chưa đột phá lên tầng thứ tư. Bất luận là có vấn đề gì, không thể phá được. Đông Tử, cậu về rồi. Chị Bạch Ngọc. Chị vừa nhảy đẹp không? Đẹp, quá đẹp. Cái đó, nhảy cho em một đoạn này. Được. Cái này thì ai mà chịu được chứ? Đông Tử, gần đây tôi đã chỉ học được rất nhiều điệu nhảy, trên giường cũng có thể nhảy. Có muốn thử chút không? Mình còn phải tu, lên cửu chuyển trường sinh, trực tiếp lên. Lý Trí, cậu quên sư phụ, kỳ vọng ở cậu thế nào sao? Cậu làm thế này, xứng đáng với sư phụ hay sao? Nhịn đến lúc lên tầng 4 là được. Chị Bạch Ngọc, sao đột nhiên lại muốn khiêu vũ? Gần đây tôi đau cổ, chân cũng đau, thế nên đã nghĩ đến khiêu vũ để làm căng cơ. Đây không phải là sự trùng hợp sao? Vậy vừa hay, cũng là thứ em biết. Chỉ thế này, em giúp chị châm cứu giảm đau. Được rồi, cái đó, chị đi tắm trước đi, chị đợi em một lát. Thế này cũng không được, xem ra lần sau, cần phải tăng lực. Đông Tử, cậu cần chị, dùng tư thế nào? Chị Bạch Ngọc, chị cứ nằm xuống giường là được rồi.
Chị Bạch Ngọc, chị thực sự có một vóc dáng mềm mại. Cái gì mà vóc dáng mềm mại? Kiểu người phụ nữ có vóc dáng này. Vòng eo thon gọn, độc nhất vô nhị, sự linh hoạt của cơ thể. Trong lịch sử, có một cô gái rất tài năng, vóc dáng như chị. Cô ấy tên là Triệu Phi Yến, vì thế mới có chim én nhảy múa trong lòng bàn tay. Là với vì cô gái đó, có cơ thể như vậy mới múa được điệu đó. Đông tử. Chị Bạch Ngọc, tôi làm đây. Được. Đại tỷ, làm ơn đừng làm vậy, được không? Thế này em dễ phạm tội lắm. Lão đầu này, cho mình cái gì mà phá công pháp, còn chưa đợi được đột phá đến tầng thứ tư, thì chắc mình đã kìm đến bệnh mất. Đợi đến khi mình đột phá lên tầng thứ tư, chị Bạch Ngọc, đến lúc đó để mình, cho chị biết sự lợi hại. Đây là cái gì? Phương thuốc của bột mỹ nhan, nhóm chúng tôi đã dành 3 ngày để nghiên cứu và phát triển, phát hiện ra đồ của cô căn bản toàn là giả. Đúng thế, đây chẳng phải là lừa người hay sao? Đừng ồn nữa. Mọi người bình tĩnh lại, bên trong, nhất định có vấn đề gì đó, phương thuốc không thể là giả, sự thật đã ở ngay trước mắt, còn dám rảo biện, mất mát thì ai chịu. Bây giờ, bên nghiên cứu của quốc tế Khuynh Thành, chưa có sản phẩm mới, thị trường thì liên tục bão hòa, khoản vay này, trước mắt thì có khả năng không thanh toán nổi rồi. Mọi người cho tôi chút thời gian, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng, chúng tôi cho cô thời gian, ngân hàng có cho chúng tôi thời gian không? Tôi thấy, cô không đủ tư cách để đại diện quốc tế Khuynh Thành rồi, nhận lỗi và từ chức đi. Khuynh Thành, đừng trách chúng tôi tàn nhẫn, tài sản của chúng tôi đều ở quốc tế Khuynh Thành hết, vị trí này của cô phải để người có năng lực đảm đương mới được. Cô, tôi có thể đảm bảo. Hoàng tử Thành, anh đến đây làm gì? Là bạn cùng lớp mà, thấy cậu gặp rắc rồi, nên đến giúp. Tôi có một yêu cầu nhỏ. Rất nhỏ. Yêu cầu gì? Cho cô hai con đường, hoặc cưới tôi, hoặc tập đoàn quốc tế Khuynh Thành, bán cho tôi cổ phiếu. Quả nhiên là trở vào cắn gà thôi, chẳng có gì tử tế. Khuynh Thành à, cục diện bây giờ, nếu người ta đã cởi mở rồi, thì cô cũng phải bỏ ra, gì đó chứ, thì mới có thể cứu công ty được. Cái gì mà hy sinh, đây là tự mình thành toàn, có bao nhiêu người muốn xếp hàng, để kết hôn với Hoàng Thiếu Gia chứ? Ai biết Hoàng Thiếu Gia lại si tình như thế? Khuynh Thành, đừng do dự nữa, mau cưới Hoàng Thiếu Gia đi, thế này, có thể bình loạn thanh vân. Hơn nữa, công ty chúng ta cũng được cứu, không sai. Đúng là một lũ kiến bọ. Lâm Đông, sao anh tới đây, nếu tôi còn không đến? Huynh đệ, ở đâu đến đây, ở trong Giang Hải này? Tôi chưa từng thấy qua. Sao thế Hoàng Thiếu Gia? Sao sắc mặt khó coi thế này? Thô tục, làm sao? Thích Liễu Khuynh Thành à? Thích thì anh, quang minh chính đại mà theo đuổi. Anh dùng thủ đoạn hèn hạ thế này. Ý gì? Cậu nói ai? Ai dùng thủ đoạn hèn hạ? Ai nói chuyện tôi nói người đó? Còn có? Ai không có mắt nhìn dám nói? Phấn Mỹ Nhan là giả. Sao lại nói vậy?
Nhóm của chúng tôi đã dùng 3 ngày để nghiên cứu, chẳng có hiệu quả gì cả, còn không phải đồ giả sao, thì là cái gì? Cái lũ khốn nạn chờ chết này, chết tiệt, các người thì nghiên cứu được cái quái gì? Anh đúng là kẻ lừa đảo, tôi sẽ gọi cảnh sát bây giờ, để bắt cậu lại. Gọi cảnh sát sát dối quá, kẻ nói dối như hắn, chi bằng, cắt luôn cái lưỡi, dối trá của hắn đi. Đi. Lâm Đông, anh, Hoàng thiếu gia, mặt của anh. Hủy hoại khuôn mặt của tôi giết chết cậu. Đừng di chuyển. Anh. Cậu bôi cái gì lên mặt tôi? Nói, bảo là đừng di chuyển rồi. Đợi 3 phút, mặt anh sẽ khỏi thôi. Đừng nói phét, đã bị thương thành thế này. 3 phút, làm sao có thể được? Không đợi nổi 3 phút à? Thế thì ông không sống nổi 3 phút đâu. Đúng là khỏi rồi, lợi hại, thật thần kỳ, đúng là liền rồi, đúng là tốt lên rồi. Giờ các người còn gì mà nói không? Hoàng tử Thành, anh còn không đi sao? Cần phải bảo vệ nhà tôi, mời thì mới đi sao? Được rồi, Liễu Khuynh Thành, đợi đó cho tôi. Nghiên cứu trước đó thất bại, là vì phương thuốc, cần những người nghiên cứu giỏi, và hỗ trợ đặc biệt. Bây giờ tôi đã viết lại đơn thuốc, vấn đề được giải quyết rồi. Anh thiếu tiền không? Tu luyện cửu chuyển trường sinh, cần rất nhiều, thiên tài địa bảo. Còn những thứ này, rất nhiều thứ cần tiền mới mua được, đúng là cần một khoản lớn, thiếu. Vậy anh có muốn kiếm tiền thông qua việc hợp tác không? Anh có biết, tôi làm mỹ phẩm, nếu anh hợp tác với tôi, cùng nhau làm loại bột làn đẹp này, tôi có niềm tin, nó sẽ trở thành hit. Bộ mỹ nhan này, là loại mỹ phẩm tốt nhất trên thế giới. Vậy cụ thể thì, chúng ta hợp tác thế nào? Anh chiếm cổ phiếu công nghệ, về cổ tức, 4, 6, thế nào? 3, 7 cũng được, không thì 2, 8, tôi 2, anh 8, chỉ cầm Lâm Đông anh, gắn bó với công ty, mới có được lợi ích lâu dài. Chưa kể, bạn thân nhất Yên Chi, đã động thủ bám đùi, Lâm Đông trước rồi, Lâm Đông rất mạnh mẽ, tương lai vô hạn, tôi không thể nào muộn được nữa. Vậy 3, 7 đi. Xong. Lần này đều nhờ anh, tôi mới sống sót qua lần này. Anh nói. Tôi làm sao báo đáp anh đây, thấy thân báo đáp thì sao? Đừng thế mà chỉ Khuynh Thành. Đừng trêu tôi, anh đúng là không biết trêu chọc. Tôi không, lại còn là lần đầu tiên. Đúng là. Nếu mà Từ Yên chỉ biết, anh bị tôi ăn rồi, cô ấy rất thích tên này. Được, cố tình câu dẫn tôi đúng không? Chị Khuynh Thành, đã muốn dấn thân, thì... Vậy cũng không nên. Không thể. Làm sao? Sợ cái gì? Xong rồi, đốt lửa mất rồi, nhát gan. Hai trang này, thì một tuần sau, Thương hội Giang Hải mời tổ chức đấu giá. Chị Từ Lê đã bảo tôi, giao cái này cho anh, hai lá thư này, đó là chỗ ngồi tối cao. Được, thay tôi cảm ơn chị Lê, anh. Được. Tôi đi đây. Đông tử. Sao cậu tới đây? Em đến đón chị ta làm. Cậu tốt quá. Sau này mỗi ngày, em đều đến đón chị ta làm. Đông tử, cậu ra ngoài đợi chị một chút.
Thân phận của bệnh nhân này rất quan trọng. Được. Hay quá Bạch Ngọc. Trong lúc làm việc mà cô ở đây tán tỉnh với tiểu tử này, hơn nữa, lại còn ở đây, đây là phòng chăm sóc đặc biệt. Cô to gan thật, chờ bị sa thải đi, Bạch Ngọc, cuối cùng cũng có thể đuổi cô đi rồi. Không có, không như cô nghĩ đâu, cậu ấy chỉ đến tìm tôi thôi, giải thích chỉ là để che đẩy thôi. Cô to gan thật, lại còn trêu hoa ghẹo nguyệt ở đây, nếu đã đến đây tán tỉnh. Bạch Ngọc, trước đây trước mặt tôi, giả vờ thật thuần khiết, không ngờ đằng sau lưng, lại phóng túng thế này, ở đây là phòng bệnh. Chủ tịch Phương vẫn ở đó, lại còn đang hôn mê, giữa ban ngày ban mặt, cô lại ở với tiểu tình nhân, tán tỉnh nhau, đúng là to gan. Mọi người mau đến xem đi, y tá Bạch Ngọc, ở ngay trong phòng bệnh. Lưu đại tiểu thư, chủ nhiệm Kiều, tôi muốn hỏi các người, phản ảnh chuyện gì, là vị này, y tá Bạch Ngọc chăm sóc, chủ tịch Phương tỉnh. Trong giờ làm việc, lúc chăm sóc chủ tịch, mà lại gọi tiểu tình nhân của cô ta tới, ở trong phòng bệnh này tán tỉnh nhau, hành vi xấu như vậy, thất đức vô cùng, phải bị sa thải, con khốn, sao mày dám, cô Lưu, cô bớt nóng đã, trước tiên hãy tìm hiểu, tình hình cụ thể, y tá Bạch Ngọc, tôi cũng hiểu cô ấy không phải loại người đó đâu, còn hiểu cái gì? Tôi và bác sĩ Hoàng Hoa, đã tận mắt nhìn thấy, sao có thể là giả, khi chúng tôi bước vào, tôi đã nhìn thấy hai người họ. Hai người đang ở cạnh giường chủ tịch, ôm ôm ấp ấp, tôi. Nếu như tôi không đến kịp lúc, để ngăn họ, không thể biết họ sẽ làm gì khác, có khi còn làm ra chuyện kinh khủng hơn, thứ không biết xấu hổ này. Tôi phải tìm người sa thải cô, và thu hồi chứng chỉ trình độ điều dưỡng của cô, cả đời này của cô, không còn cơ hội làm y tá nữa. Bạch Ngọc à Bạch Ngọc. Đây chắc là đại tiểu thư thế gia kinh đô, cô ấy muốn sa thải cô, thì đừng nói kiểu chủ nhiệm, ngay cả trưởng khoa ra mặt, cũng không bảo vệ được cô. Đường đường là phu nhân chủ tịch, mà lại không phân trắng đen, chỉ nghe lời nói một chiều, của người phụ nữ này, anh là ai, tôi tên là Lâm Đông, tôi đến đây đón y tá Bạch Ngọc ta làm, tôi vừa mới vào, thì bị cô ta vu khống, nói chúng tôi ở đây hẹn hò. Đó rõ ràng là sự thật, chính mắt tôi nhìn thấy. Cô chính mắt nhìn thấy, trong này có camera không, nếu như có, thì điều tra lấy dẫn chứng, mọi chuyện tự nhiên sẽ rõ ràng. Ở trong bệnh viện, sao lại có camera chứ? Được rồi, tôi không muốn nghe anh giải thích, cũng không muốn giải thích gì nhiều. Bây giờ, tôi chỉ có thể mời cô rời khỏi đây. Chủ nhiệm Kiều, con người là điều quan trọng nhất. Về phần cô y tá này, trực tiếp sa thải là được. Nếu muốn chứng minh việc này, chỉ còn cách chữa hỏi cho Chủ tịch Phương. Chủ tịch Phương tuy hôn mê, nhưng loại hôn mê này là loại vẫn có nhận thức với xung quanh. Anh ta có thể chứng minh. Bệnh của ông Phương, tôi chữa được. Anh đang nói linh tinh gì thế? Anh có thể chữa khỏi bệnh cho ông Phương. Anh nghĩ anh là ai? Chủ nhiệm của chúng tôi còn hết cách. Chỉ dựa vào anh. Nói năng hồ đồ. Anh tốt nghiệp trường nào? Trước đây, làm việc ở đâu? Vị trí nào? Tôi không phải bác sĩ. Tốt nghiệp đại học. Thứ tôi học là trung y. Nói vậy thì, cậu còn không học đại học. Một người đến trường y, còn không học. Sao lại dám nói có thể chữa bệnh? Cậu lấy đâu ra tự tin? Tôi chưa học qua. Nhưng không có nghĩa. Bệnh của chồng cô, tôi không chữa được. Phụ nhân thị trưởng. Xin cô đừng tin vào trung y. Trung y là tà thuật, căn bản không phải khoa học, không những không chữa được bệnh, ngược lại, còn phí mạng người. Sao nhiều người lại cho rằng, trung y là tà thuật, trung y đã được truyền lại ngàn năm nay. Tổ tiên chúng ta đã sử dụng nó để chữa trị cho vô số người. Tại sao trong mắt một số người, lại thành thứ cướp đi mạng sống người khác chứ? Theo như những gì anh nói, có người thừa nhận với tôi, tâm phục khẩu phục nói, trung y có thể cứu người, chính xác. Anh ta cũng là người của bệnh viện các người, hình như là cái gì, chuyên gia phẫu thuật não. Gọi là cái gì, Hoàng Vũ Đức, có cái khỉ, tôi nói sự thật, nếu như không tin, thì gọi ông ta qua đây, mặt đối mặt, đúng rồi, ông ta còn đồng ý với tôi, nói sau khi về, sẽ viết, lời xin lỗi tới trung y. Rõ ràng đến trường y còn không học, lại nói bản thân có thể chữa bệnh, bây giờ lại nói chủ nhiệm khoa não, Hoàng Vũ Đức quỳ xuống dưới chân cậu ta, thừa nhận trung y có thể chữa bệnh, điều này đúng là vô nghĩa. Còn để hắn nói tiếp, thì đến phu nhân cũng tức giận, may giam cậu ta và Bạch Ngọc lại. Tên anh là Lâm Đông đúng không? Anh ở bên ngoài nói năng hồ đồ cái gì? Tôi không quan tâm, nhưng trước mặt một số người, vẫn phải cẩn thận. Về việc chữa bệnh, cậu còn không có chứng chỉ hành nghề y. Chữa khỏi được, thì không sao. Nhưng nếu mà chữa không được, thì sẽ là mạng người đó. Cậu phải chịu trách nhiệm. Thôi đi Đông Tử, thôi đi, Đông Tử, chúng ta, nên đi đi. Công việc này em không muốn nữa. Tin tôi đi,
Chờ đã, đã muốn đi rồi à? Anh vừa mới nói rồi, bác sĩ trưởng khoa não của bệnh viện chúng tôi đã xin lỗi anh chưa? Thực không dám giấu, người mà anh đang nói đến chính là ba tôi. Tôi sẽ gọi ông ấy ra ngay bây giờ và đối mặt trực diện với anh. Dám phỉ báng danh dự của ba tôi, anh sẽ phải ngồi tù. Phu nhân thị trưởng à, hãy cho phép tôi gọi ba tôi ra đây và đối mặt trực tiếp với anh ta. Ngoài việc chứng minh sự trong sạch, cũng đến hội trần cho thị trưởng. Gọi đi. Bà à, phu nhân thị trưởng gọi con tới khám bệnh. Vâng, ngay tại phòng bệnh của chúng ta, trong phòng chăm sóc đặc biệt. Song có một việc, khi bà đến sẽ hiểu ngay thôi. Chờ ba tôi tới, thì anh chết chắc. Nếu tôi nhớ không nhầm, tội vu khống và phỉ báng, nếu dưới tình tiết nghiêm trọng, sẽ phạt tù từ dưới 3 năm. Anh ta, có thể coi là tình tiết nghiêm trọng rồi. Người bị phỉ báng là chuyên gia đó, điều đó là chắc chắn. Và nữa, anh ta còn bị tăng án, giả mạo bác sĩ và cố gắng chữa trị bệnh cho dân thị trấn. Tất cả những điều này, bị kết án 3 năm là không phải là vấn đề. Công việc này, tôi không muốn nữa. Hãy để chúng tôi đi, được không? Muốn đi à? Đã muộn rồi. Ba, ba đến rồi à? Ở bệnh viện, gọi tên chức danh, trưởng khoa Hoàng à? Tôi nói một chuyện vô cùng buồn cười với anh. Cậu làm gì ở đây? Tôi đến đây đặc biệt thăm ông đấy. Tôi muốn xem ông đã thực hiện lời hứa chưa? Và đã soạn bài phát biểu ngôn luận xin lỗi bác sĩ trung y chưa? Tôi là vẫn đang chuẩn bị phát biểu mà. Chuyện gì thế ba? Đừng nói ba, tính xin lỗi anh ta đó nhé. Đừng nói chuyện với ba ở đây. Lâm Thần Y à, tôi sẽ đi đăng bài nói rõ ngay đây. Đi đi. Trưởng khoa Hoàng, nói vậy thì người này thực sự biết chữa bệnh, rất giỏi về y học. Thưa phu nhân thị trưởng, cô có thể nhờ anh ta giúp đỡ trị bệnh. Thị trưởng Phương, tôi đi trước đây. Anh thật sự có thể chữa được bệnh cho chồng tôi à? Vậy nhanh chữa trị đi. Người phụ nữ này mặc dù là phu nhân thị trưởng, nhưng thái độ rất không ổn. Không chữa nổi, sẽ bị kiện về tội hành y không nghiêm chỉnh, xong anh sẽ phải vào tù. Đồng tử. Công việc này, tôi không làm nữa, cậu cũng đừng chữa nữa, rủi ro quá lớn. Chị Bạch Ngọc à, Lâm Đông, đây là phu nhân thị trưởng, anh có thể chữa bệnh cho mẹ ấy, thì đúng là tổ tiên anh. Gánh cho còng lưng rồi, sao còn chưa nhanh tay trị bệnh đi, nhanh chóng chữa trị đi, tốt nhất là trực tiếp chữa chết luôn đi, chậm trễ quá đi, nếu muốn tôi chữa cũng được, nhưng cô phải đồng ý một số yêu cầu của tôi, chữa trị bệnh cho ông Phương, còn dám đề xuất yêu cầu à, thật đúng là biết ra vẻ, yêu cầu gì? Nếu tôi chữa lành ông Phương, thì cô phải xin lỗi tôi. Đuổi việc cô y tá tên là Vương Mỹ Mỹ, này đi. Được, nếu anh có thể chữa khỏi bệnh, tất cả đều có thể đồng ý, anh còn muốn sa thải tôi nữa à, mơ đi. Không chữa được là anh xong đời đó. Tôi không tin anh có thể chữa lành cho thị trưởng Phương. Cả khoa hỏi chúng tôi còn không có cách chữa. Chẳng lẽ anh lại giỏi hơn tất cả mọi người? Thái FM Dương Thần Trâm, Kim thứ 49. Có chắc đây là điều trị bệnh không? Đây rõ ràng là vu thuật mà, nhìn là thấy đau rồi, quá là đáng sợ. Không tốt. Trái tim của thị trưởng Phương đã ngừng đập, quả nhiên là coi mạng người như cỏ rác, anh ta đã giết chết thị trưởng Phương. Chồng ơi, tỉnh dậy đi, lần này Lâm Đông chết chắc rồi, điều đó là không cần phải nghi ngờ. Lâm Đông, anh đã hoàn toàn thất bại, anh là kẻ đã giết chết thị trưởng. Thằng kia, không biết chữa bệnh còn chạy đến đây làm gì, lừa gạt người ta à, cậu muốn chết hay gì? Nếu tôi không cho cậu bị ngồi tù đến chết, thì tôi cùng họ với cậu luôn. Bắt hắn lại cho tôi. Chuyện gì thế? Vạch chạy của máy đo nhịp tim này, không phải đã thẳng tưng rồi sao? Hiển thị tim ngừng đập, làm sao mà bất ngờ lại ổn định được? Chồng ơi,
thị trưởng, chồng Hữu Anh, anh đã tỉnh rồi. Cô ấy mà, cô xéo ra một bên đi. Tiểu Thần Y à, hôm nay thật sự cảm ơn cậu, nếu không có cậu, cuộc đời này của tôi có lẽ chỉ được đến đây thôi. Cô, mau xin lỗi Thần Y đi. Chuyện lúc nãy tôi biết hết rồi nhé, xin lỗi, ông vừa nói, ông biết hết tất cả mọi chuyện sao, vậy xin ông thanh minh giúp tôi, mọi chuyện với cô y tá này, tên Vương Mỹ Mỹ, vu khống chúng tôi, thanh minh à. Bệnh viện của mấy người, loại y tá nào thế này hả, thế này mà cũng được tuyển vào, đúng không? Xem ra tôi cần phải nói chuyện với bệnh viện, trưởng của các người rồi. Phương thị trưởng, tôi sai rồi, xin hãy tha cho tôi đi, tôi không thể mất công việc này, tôi vẫn còn khoản vay mua nhà phải trả. Nếu không có công việc này, tôi sẽ phải làm sao đây, còn dám xin tha thứ à? Nhanh chóng cút đi ngay, Phương thị trưởng, tôi xin cầu xin ngài, cô có muốn ngồi tù không? Xin đừng, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Tiểu Thần Y ơi, hôm nay may mắn có cậu. Lưu Vân. Thần Y à? Ông đây là, Thần Y à, thực sự xin lỗi, đây là để bù đắp những lời xúc phạm của tôi vừa rồi đối với anh, và coi như báo đáp ơn cứu mạng, chồng của tôi, tiền trong thẻ này coi như bù đắp. Được mấy đồng cơ chứ? Tôi là con gái của gia đình họ Lưu ở thủ đô, tôi có tiền lắm đó, thẻ này có 1 tỷ đồng, nếu anh cảm thấy không đủ, tôi có thể thêm 1 tỷ đồng nữa, bao nhiêu cơ? 1 tỷ đồng. Oh my god. Chị Bạch Ngọc à, chị đang nhìn cái gì vậy? Tôi đang nhìn người đàn ông của tôi, sao lại giỏi thế chứ? Là một thần y luôn, lại nữa rồi. Alo, Bạch Ngọc, đừng quên buổi gặp mặt lớp tối này nhé. Ừ, tôi biết rồi. Có chuyện gì vậy? Đồng tử, tôi, tối nay có buổi gặp mặt bạn cùng lớp, cậu có thể đi cùng tôi không? Được đưa người nhà đi à? Dĩ nhiên là được, họ đều mang theo. Chồng mà. Đến lúc đó em sẽ đi cùng chị, em cũng muốn gặp bạn bè của chị. Cậu thật tốt, hôn cậu coi như thường này. Không uổng là lớp điều dưỡng, nhiều gái thật chứ, song toàn là mấy người xinh xắn. Chào các bạn. Lâu quá không gặp. Đây là chỗ hai người ngồi à? Đây là chỗ người có chồng, và chồng của còn có giá trị tài sản trên, 100 vạn mới được ngồi. Hừ, Bạch Ngọc, thời đại học tôi đã bị, Hoa Khôi là cô cướp đi bao nhiêu hào quang rồi, anh chàng tôi thích lại cứ thích cô, hôm nay, mình sẽ phải thể hiện tốt hơn, một buổi họp lớp thôi, mà còn phải xem đối tượng quan hệ là ai, chia thành 369 loại. Bộ bị điên hay gì, đứng ở đó nhìn thì có ích gì, số dư trong thẻ có thể tăng lên không? Tôi thấy cô, nên ngoan ngoãn ngồi ở bàn đó đi, có nhà, thân phận trên 1 tỷ, ngồi bàn nào được nhỉ? Người này là ai thế, thân phận trên 1 tỷ? Chắc chắn là giả đấy, cô không nhìn xem à, người đưa anh ta đến là ai à? Đó là Bạch Ngọc đấy, các bạn không phải không biết, Bạch Phi Ngọc thời đó đã thảm đến mức nào, cô ta vừa mới tốt nghiệp không lâu, liền kết hôn, lấy một kẻ nghiện cờ bạc. Khi tôi đến Giang Hải lúc đó, đã tìm cô ta, đến tiền cô ta mời tôi ăn một bữa, cũng không có. Vậy người này bây giờ, chính là chồng nghiện cờ bạc của cô ấy phải không? Không phải, có lẽ là ly hôn với người chồng, trước đó rồi, tìm người mới đó. Hãy nghĩ xem, một người phụ nữ ly hôn, làm sao có thể tìm được người có giá trị hàng tỷ đồng chứ, đùa làm gì chứ? Cũng đúng, người này trông trẻ trung quá, chắc chắn đang nói dối đấy, chắc chắn đang nói dối. Bạch Ngọc, cậu nói đi, tìm một tên trai trẻ, đến đây chỉ để diễn thôi đúng không? Vậy thì hay gì chứ? Nếu tôi không nói dối, cô tính làm sao? Anh không nói dối, anh không nói dối, tôi sẽ nuốt một con bò sống. Nhưng mà, cũng có phải thật đâu, chỉ là một tên trắng bóc nhà cậu, làm sao có thể giàu có hơn 1 tỷ đồng? Thôi kệ đi đông tử, chúng ta không ngồi ở bàn này nữa, đi sang bàn bên kia đi. Được rồi đó Trương Mỹ Lan, mọi người đều là bạn cùng lớp, cô ít nói hai câu đi, lớp trưởng. Được rồi, Bạch Ngọc, đúng lúc là bàn này còn trống, cô và người yêu hãy ngồi ở bàn này nhé, vừa hay ngồi cạnh tôi luôn.
Mọi người đều là con người mà, chẳng ai cao hơn ai cả, bọn họ có thể ngồi, thì tại sao ta lại không ngồi chứ? Bạch Ngọc, buổi họp mặt cầu học sinh lần này của chúng ta là phải Campuchia đó, vậy cho nên, mỗi bàn đều được phân loại theo đẳng cấp, là để ý đến chi phí tiêu dùng của mỗi người khác nhau. Như chúng tôi, là bàn cao cấp nhất. Người ngồi ở đó chính là những người có tài sản vượt qua hàng nghìn vạn, hoặc là người yêu có tài sản vượt qua hàng nghìn vạn. Vì vậy, với một ít tiền nhỏ, đối với chúng tôi, đó chỉ là một chút tiền lẻ. Còn cô ấy mà, tôi không biết cô có thể chi trả được nổi không nữa. Cô mà còn có thể chi trả được, thì đương nhiên chúng tôi cũng trả nổi rồi, không để cô phải lo thay đâu. Mồm cứ cứng rắn như vậy nhé, tôi không chỉ mồm miệng cứng thôi đâu. Vậy đến lúc đó, sẽ xem anh có thể chi trả được không? Anh yêu à? Người ta dự định chọn món đắt nhất, chờ một lát nữa, anh có thể giúp mọi người trả tiền không? Đừng khách khí, chọn những món đắt tiền thoải mái, ăn một bữa ăn chỉ giá 100 vạn, trước đây anh cũng đã ăn qua rồi, anh yêu thật tốt. Xin lỗi nhé, quên mất rồi, giới thiệu, đây là bạn trai của tôi, anh ấy là một bác sĩ. Xin chào. Lần này, xem tôi dẫm đạp gương mặt, cô dưới nhất như thế nào. Nhân viên phục vụ. Nhìn kỹ nhé, đây. Cá này gọi là gì vậy? Lấy hai hộp đi. Cái này, năm 1878, rượu whisky cổ Macallan. Mua 3 chai nhé. Cái này không tồi. Bánh cupcake hình phượng hoàng vàng, một phần, hình như khá to đó. Cái này, kem thơm ngọt ngào, Fudge Square Fisher, hai phần. Bạch Ngọc, thấy đắt à, không có tiền trả à, vậy thì bảo tên trai trẻ của cậu, đừng giả vờ giàu có ở đây nữa, nhanh chóng chuyển qua bàn khác đi. Trương Mỹ Lan, không cần phải đặt món đắt đỏ như vậy. Đây chỉ là một buổi gặp mặt thôi, không phải là thương thảo kinh doanh. Nana, tôi đã cho hai người họ mặt mũi, để họ ngồi ở đây rồi. Một khi họ đã ngồi xuống, phải có đủ tự tin để ngồi ở đây chứ. Không trả nổi tiền, hãy đi qua bàn khác đi. Giả vờ giàu có ở đây làm gì, thật sự rất là phèn. Chị ngồi đây đi, chúng ta ngồi đây. Chị Bạch Ngọc, có lẽ chị đã quên rồi. Tiền của chúng ta tiêu, không hết được đâu. Đúng, vừa rồi ở bệnh viện, có được 1 tỷ đồng báo đáp mà. Tiền nhiều tiêu không hết được à, anh thật là giỏi bốc phét mà, loại như anh, như là trai bạo ấy, có thể chi được bao nhiêu tiền chứ, anh một tháng, lương chỉ vài nghìn đồng, sợ là cả chục nghìn cũng không tiết kiệm nổi, đúng không? Đâu giống như những người chúng tôi, sinh ra, là ở Roma, tôi không cần nói nhiều thêm nữa, ở thành phố, có một căn hộ, tài sản, vài trăm vạn, nhưng mà, so với anh yêu của tôi, thì thực sự không đáng gì cả, khi nói về gia đình anh ấy, thì mới hiểu thực sự giàu có là gì, tôi sợ nếu nói ra sẽ khiến anh sợ hãi. Người phụ nữ này thực sự làm người ta phát bực. Đủ rồi, thôi thì tôi sẽ nói cho anh biết. Cha của người yêu tôi là một doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản, sở hữu tài sản hàng mấy ngàn vạn. Và mẹ của anh ấy là một lãnh đạo trong một công ty dược phẩm, sở hữu hàng trăm vạn. Còn anh ấy chỉ mới 29 tuổi, đã làm trưởng khoa tại bệnh viện Nam Đô, là một bác sĩ chuyên khoa chính, lương hàng tháng cũng là hàng mấy chục vạn đó. Tài khoản của quý vị đã nhận được 1.500 vạn. Tiền thưởng từ công ty, Liễu Khuynh Thành đã được chuyển vào nhanh phết nhà. 1.500 vạn ư? Tài khoản của quý vị đã nhận được 1 tỷ. Cái gì? Chúa ơi, 1 tỷ đấy, nhiều quá, xem này. Anh đang coi chúng tôi là trẻ con à? Chơi với chúng tôi à? Trước tiên là tài khoản nhận được 1.500 vạn, sau đó lại đến thêm 1 tỷ. Làm sao mà có thể chứ? Ai mà, khi tiền được chuyển vào thẻ ngân hàng, cứ như mua cả siêu thị ấy vậy, âm thanh báo nhận tiền đó. Anh làm giả lừa người phải không? Cười chết đi được. Bạch Ngọc, người yêu trai trẻ này của cô, thật biết cách giả vờ đó. Chắc chắn anh ta đã tải xuống âm thanh báo nhận tiền từ trên mạng. Đúng là lừa đảo chuyên nghiệp nha. Chắc chắn anh ta đã từng làm điều này nhiều lần trước đây. Thật biết giả vờ.
còn căng hơn so với tôi của trước đây. Photoshop để có 1.000 trong tài khoản ngân hàng, có vẻ như là tên tội phạm lừa đảo quen thói. Bạch Ngọc chắc chắn đã bị chàng trai này lừa đảo rồi. Bây giờ, có rất nhiều loại đàn ông như vậy, không có một đồng tiền, nhưng lại tự tạo hình ảnh khắp nơi, tự xưng là con nhà giàu, có rất nhiều tiền, thực ra chỉ là lừa để có cơ thể của bạn. Bạch Ngọc này thực sự là ngực to óc nhỏ, kỹ thuật lừa dối kém cỏi như thế cũng tin. Anh ấy không lừa tôi. Ôi chú ơi, anh ấy không lừa bạn, vậy mà bảo không lừa à? Bạn thật quá ngây thơ, loại như anh ta có thể lấy ra 1 tỷ đồng được chắc, thực sự coi tiền như rơi từ trời xuống à? Cô biết 1 tỷ là khái niệm gì không? Nếu đổi thành tiền mặt, chất lên có thể chôn được cả cô đó. Người bình thường suốt cả đời không thể kiếm được 1 tỷ, còn cô, lương 1 tháng vài nghìn, thử tính coi, mất bao nhiêu năm để kiếm được hả? Chắc là bạn đã bị lừa rồi, nên nhanh chóng chia tay anh ta đi, Bạch Ngọc à. Cô thực sự là tấm gương đáng chú ý nhất trong buổi họp lớp hôm nay. Anh chàng, anh làm nghề gì vậy? Anh cứ làm chuyện lừa gạt như vậy, giả là giàu có lừa tình. Anh có tin không? Một cuộc điện thoại của tôi là có thể khiến anh mất việc ngay lập tức không? Đúng là người không to nhưng mồm lại to. Đừng làm quá lố, vứt cả lưỡi của mình đi vậy. Đừng chưa tự hủy người khác, mà đã tự hủy bản thân mình trước. Anh nghĩ tôi đang đùa với anh à? Nói đùa ấy gì? Nói ra xem nào. Hôm nay tôi sẽ cho anh thấy mạng lưới quan hệ của tôi tại Nam Đô. Được luôn, tôi thật không tin đó. Tôi là một người thất nghiệp, tôi không có việc làm. Anh sa thải tôi thử cái xem nào. Ngoài thế, tôi còn tưởng là một công việc thật là xuất sắc nào cơ. Hóa ra lại chỉ là người thất nghiệp. Trương Mỹ Lan, có thể có một khả năng. Thực ra Lâm Đông không tự phô trương. Anh ta thực sự có giá trị tài sản lên đến hàng tỷ thì sao? Hàng tỷ đồng, anh ta có á? Làm sao có thể? Trương Mỹ Lan à, có vẻ như cô đã bỏ lỡ tin tức. Cô biết Lâm Đông đã cứu ai lần này không hả? Ai thế? Thị trưởng Phương, Lưu tiểu thư để đền ơn cho Lâm Đông, đã trả cho anh ta 1 tỷ đồng làm phần thưởng. Chuyện này trong bệnh viện của chúng tôi đã không còn là bí mật nữa. Thông tin này đã lan truyền khắp trong bệnh viện chúng tôi rồi. Chỉ là, tôi không ngờ, anh ta lại là đối tượng của Bạch Ngọc. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp người thật, người yêu Bạch Ngọc, thật sự có tới 1 tỷ. Vậy chuông báo điện thoại di động vừa rồi, đều là thật à? Điều này không thể, cứu một người, chỉ cứu một người. Chục, trăm, nghìn. Bạch Ngọc, không ngờ đối tượng của cậu xuất sắc như vậy, sở hữu tài sản hàng tỷ đồng. Nếu bạn kết hôn với anh ấy, cuộc đời sau này bạn sẽ không phải lo lắng nữa. Bạch Ngọc, chúng ta là bạn cùng lớp mà, sau này hãy giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé. Lâm Đông, trước đây tôi và Bạch Ngọc cũng là bạn thân đấy, chúng ta cũng nên làm quen đi. Buổi tụ tập bạn bè cái nỗi gì chứ? Buổi tụ tập bạn bè như vậy thật chán. Nếu bạn có quyền có tiền, người kia sẽ nịnh bạn. Nếu bạn không có thì khó mà hòa nhập. Người ta không ngó ngàng luôn. Thậm chí còn theo bạn học có quyền có thế, dẫm đạp người nghèo hơn đó. Một lọ lem từ nông thôn, tại sao lại trở thành người được ngưỡng mộ của nhiều người như vậy? Chỉ vì may mắn mà thôi, cứu được thị trưởng Phương, mới kiếm được 1 tỷ đồng thôi mà. Chẳng có gì cả. Đủ rồi. Chậm lại một chút. Đông Tử, cảm ơn. Chị Bạch Ngọc, cảm ơn em làm gì chứ? Cảm ơn cậu hôm nay, không chỉ cứu, mà còn giúp tôi, dạy cho đám bạn ấy một bài học cay đắng. Họ trước đây, suốt ngày ăn hiếp tôi. Hôm nay tôi, thực sự rất vui. Chị Bạch Ngọc ơi, điều này là điều em phải làm mà. Yên tâm, sau này, sẽ không có ai coi thường chị. Đông Tử, cậu chiếm lấy chị đi. U là trời. Lần trước anh đã bỏ lỡ, giờ mỡ rông miệng mèo rồi, anh vẫn không lên à? Anh có làm được không nào? Anh chửi ai vậy hả? Ai nói tôi không làm được? Thì anh làm đi. Anh phải chứng minh bản thân. Tôi không phải. Chưa đột phá được tầng thứ tư mà. Cái quần que gì? Tầng thứ tư. Một khắc. Đêm xuân đáng ngàn vàng. Anh không phải là thích chị Bạch Ngọc à? Với tí dũng khí của anh, mà cũng xứng đáng thích chị ấy ư? Anh là một thứ rác rưởi. Lên thì lên. Ai sợ ai chứ?
Tôi chịu đựng anh lâu lắm rồi đấy. Mỗi khi đến giai đoạn quyết định, là anh luôn xuất hiện. Yêu là kiềm chế, không yêu mới làm như vậy. Mới vậy thôi, anh hãy tin vào tình yêu. Cái đậu xanh rau má. Vãi thật đấy, thích gây nhau à? Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Cả hai đứa biến đi, tôi biết mình phải làm gì. Cẩn thận tí. Vậy thôi chị, đi ngủ đi nha, tôi đi trước đã. Chị Bạch Ngọc, chị phải kiềm chế chứ, Đông Tử. Cậu có phải chê tôi nên mới không muốn tôi đúng không? Không phải đâu, chị Bạch Ngọc, em là, tôi vẫn còn trong trắng. Lý Kiếm hắn ta, bị bất lực, vãi nhót. Con mẹ nó chứ. Nhất định phải nhanh chóng tiến hành đột phá tầng 4. Lâm Đông, ở đây, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng 2.000 vạn, chắc chắn sẽ giúp anh mua được Hà Thủ Ô 400 năm. Được rồi. Chỉ cần chiếm được Hà Thủ Ô 400 năm đó, thăng cấp vòng 4 sẽ tiến nhanh hơn một bước. Tiểu Thần Y à, anh đến, nhớ báo cho tôi một tiếng, tôi sẽ đến đón anh ở cửa sau đó. Đưa anh vào phòng VIP, cảm ơn chị Lý nhiều nhé. Alo, em trai à, hôm nay em cũng sẽ tham dự hội đấu giá do Hội Thương mại Giang Hải tổ chức phải không? Chính xác, được rồi, gặp nhau tại tiệc sau nhé. Được, gặp nhau sau, em trai à. Hôm nay chị mặc đẹp lắm á, tiệc kết thúc, có muốn đến nhà chơi không? Được, miễn là chị không khó chịu là được, dám phản tỉnh cả em. Lần trước có người hoảng lắm cơ mà, em trai thối này. Lâm Đông, anh đến đây làm gì? Tôi đến đây để tham gia phiên đấu giá. Gì, anh tham gia đấu giá à? Anh có đủ tư cách không? Em trai Lâm Đông, chị Lý, chị đã đến rồi à? Thật là ngày càng đẹp trai hơn, hóa ra là được phú bà đưa đến. Lâm Đông à, không ngạc nhiên khi anh có thể tham gia đấu giá, hóa ra, lại là dựa vào phụ nữ à? Chị đẹp gái ơi, chúng ta có thể làm quen không? Tôi là Hoàng Hoa, nhà họ Hoàng, chúng ta có thể trò chuyện và làm quen được không? Cái thằng Lâm Đông này, chỉ đẹp trai hơn tôi một chút thôi, phải không? Nhưng đàn ông không nên chỉ nhìn bề ngoài thôi, anh ta đó, vừa nhìn là biết chỉ được cái mẽ, còn tôi thì... Hằng ngày tôi tập thể dục ở phòng gym. Nhìn đi, tôi chắc chắn mạnh mẽ hơn anh ta. Ý gì vậy? Chị không phải là phú bà, bao nuôi Lâm Đông sao? Ý tôi là, tôi chắc chắn mạnh hơn anh ta trên phương diện đó đó. Chị suy nghĩ lại xem. Bị điên à? Tránh xa tôi ra đi nhá. Ơ kìa, chị xinh đẹp ơi. Tôi, thực sự là quyến rũ hơn anh ta mà. Và trong tương lai, chúng ta, chắc chắn sẽ có mối quan hệ. Qua lại, chị biết về bất động sản Hoàng Thị không? Đó là của chú tôi. Bất động sản Hoàng Thị ư, con trai của gia đình Hoàng, Hoàng Tử Thành, đó là em trai họ của tôi. Muốn làm việc kinh doanh với tôi à? Anh mà đòi á, công ty Hoàng Thị cũng đòi á. Lời nói của chị quá đáng rồi đấy, lời nói của chị quá kiêu ngạo, chị nói tôi không xứng, thì tôi chấp nhận, dù sao, tôi cũng là một bác sĩ, nhưng nếu cô nói công ty Hoàng Thị không đủ điều kiện, thì hơi quá đấy, bây giờ ngay lập tức xin lỗi tôi, đợi lát nữa. Khi gặp em trai họ tôi rồi, xin lỗi cậu ấy. Tôi có thể, tha cho cô một mạng, xin lỗi cậu ta ư, anh ta có thể không gánh nổi đâu. Alo.
Ok, biết rồi. Chú em ơi, tôi đây, có chút việc đột xuất. Buổi đấu giá này của chúng ta sẽ phải chờ một lúc nữa mới bắt đầu. Cậu xem lát nữa, đi trực tiếp đến buổi đấu giá, hay ở trong hội trường tiệc này, ăn gì đó đi nhỉ? Vậy tôi sẽ qua sau. Được, không thành vấn đề. Chị đến tìm chú sau nhé. Chị bận gì bận đi. Anh tên? Hoàng Hoa phải không? Ok, tôi sẽ nhớ anh. Lát nữa, cho biết mặt. Thật sự là quyến rũ ghê. Độ tuổi này là chín muồi nhất đó. Hoa này, tôi khuyên anh, nhanh chóng đi xin lỗi người ta. Nài xin sự tha thứ của cô ấy. Nếu không thì, lát nữa không biết chết như nào. Chẳng ai biết cả đâu. Lâm Đồng à, anh đừng dọa người khác nữa. Chẳng phải chỉ là được một phú bà, bao nuôi thôi sao? Có gì đáng tự hào đâu chứ? Bán thân và danh dự của mình, chỉ để đổi lại niềm vui ngắn ngủi. Tôi coi thường anh coi thường tôi. Tôi thấy anh như có vấn đề lớn trong đầu ấy. Ngày nào cũng... Thật xứng đáng là giới thượng lưu. Thật nhiều mỹ nhân và quý bà. Anh là Hoàng Hoa phải không? Lâm Đông, anh làm gì ở đây? Tôi ở đây, đương nhiên là để tham gia buổi đấu giá này. Anh đã vào đây bằng cách nào vậy? Đây là buổi đấu giá được tổ chức bởi Chủ tịch Hiệp Hội Thương gia thành phố. Chỉ có những người thượng lưu mới được vào. Mày là một dân quê. Mày đã vào đây bằng cách nào vậy? Tôi nhất thiết phải nói cho anh biết không? Mày. Anh có tò mò, anh ta đã vào đây bằng cách nào không? Tôi biết đó. Anh ta đã làm thế nào? Anh ta đã dựa vào một phú bà thăng mới có tư cách vào đây. Thật hay giả vậy? Đương nhiên là đúng rồi. Tôi vừa mới nhìn thấy bà ấy ở ngoài cổng. Có khoảng 30 tuổi trở lên. Dáng đẹp thật đấy. Vẫn còn sức hút đấy. Nhưng mà, quá kiêu căng. Tôi nói với cô ấy, chú họ tôi, là bất động sản Hoàng Thị, nhưng mà cô ta lại không coi, ra gì cả. Phú bà nào, lại oai thế, dám không coi, bất động sản Hoàng Thị ra gì, có thể cô ta, ngực to óc như quả nho, điếc không sợ súng á, nhưng bà ta, đúng là quyến rũ phong tình thật. Có một ngày, tôi sẽ thay thế Lâm Đông, leo lên giường của cô ấy. Anh nói không biết ngượng mồm à? Chính là cô ấy. Chính là bà nhà giàu đó. Anh chắc chắn là cô ấy à? Đúng luôn, chính là bà già giàu có đó. Hoàng Thiếu, anh nhìn mắt anh tròn chưa kìa? Có phải anh cũng muốn ăn một miếng không? Ăn con mẹ anh á. Anh biết cô ấy là ai không? Cô ấy là Chủ tịch Hội Thương mại của thành phố Giang Thành Giang Hải, vợ của Ngài Lý. Hoàng Thiếu, anh đừng nói đùa. Làm sao cô ấy có thể là phu nhân, Chủ tịch Hội Thương mại? Hoàng Tử Thành. Vừa rồi, người anh em này của cậu có nói, yêu cầu tôi xin lỗi cậu, nói đi, yêu cầu tôi van xin anh, hãy tha cho tôi, phu nhân Vu Lệ à, hiểu lầm cả thôi, tôi không liên quan gì đến anh ta cả. Không đúng, tôi vừa nhìn thấy anh hai đang trò chuyện mà, lại còn vô cùng sôi nổi nữa. Thằng kia, anh nói xem anh có quen tôi không? Không quen. Không quen, không quen. Vu Lê phu nhân, cô xem, anh ấy không quen tôi đâu. Ồ, đúng rồi, tôi đi vệ sinh trước nhé. Hai người nói chuyện đi. Hoàng Thiếu. Tôi sai rồi, tôi không biết là bà. Nếu sớm biết là bà, đánh chết tôi cũng sẽ không dám nói như vậy đâu. Cái mồm như lỗ đít này, vả miệng 100 lần. Sau khi đánh xong tự động cút đi, bớt ở đây ngứa mắt. Mồm thối, đáng đánh. Đáng đánh. Vu Lê phu nhân, tôi có thể ở lại không? Cút. Tôi không đánh gãy chân anh, đã là phúc tổ 70 đời rồi, biến đi. Anh bạn Lâm Đông, tôi đã đuổi cái tên điên đó rồi, cậu đừng để ý nhá. Không đâu chị, hãy đi với tôi, tới phòng VIP của buổi đấu giá. Chồng tôi cũng ở đó, anh ấy rất muốn gặp cậu. Được thôi. Chào thị trưởng Phương, cậu chính là tiểu thần y, chị khỏi bệnh cho vợ tôi đúng không? Ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay được gặp, được như ước nguyện, hội trưởng Thẩm quá khen rồi. Tiểu thần y à, cậu quen biết chủ tịch Thẩm à? Thị trưởng Phương, ông cũng quen biết tiểu thần y à?
Cậu ấy đã cứu mạng tôi. Kỹ thuật y học của cậu bé này xem ra rất xuất sắc. Một bác sĩ tài năng như vậy, lần này mình nhất định sẽ chiêu đãi cậu ấy thật tốt, kết bạn với cậu ta. Hôm nay có thể xem như buổi họp mặt của các bệnh nhân của mình nhỉ. Nhưng những bệnh nhân này cũng hơi bị trâu bò ấy. Họ đều là những bậc thầy trong lĩnh vực của mình. Chúng ta đừng đứng nhìn nữa. Hãy ngồi xuống. Tiểu thần y à, hôm nay cậu nhất định phải ngồi chỗ chính đấy nhé. Cậu là người cứu mạng của chúng tôi đấy. Không không không, nếu cậu không ngồi, thì chúng tôi cũng đứng. Được rồi, ngồi. Ngồi đi. Ông Thẩm à, tôi nói với ông một việc nghiêm túc. Gần đây tôi có biết một tin, vị nhà họ Diệp, ở thành phố Giang Hải chúng ta đó, đã thăng chức lên cao thủ bảng hổ rồi. Diệp Linh Lung, thật là tài năng xuất chúng. Ở tuổi 23, đứng được trong danh sách hổ. Chẳng lẽ thế giới này còn có cái kiểu cao thủ võ đạo kiểu như mình? Bảng hổ là gì vậy? Cậu không biết à? Trước đây tôi toàn ở dưới quê, nên không rõ cao thủ trong bảng hổ có mạnh không? Tiểu thần y à, bảng xếp hạng Forbes, chắc cậu có biết đúng không? Tôi biết, bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu. Vậy thì bảng hổ và bảng xếp hạng Forbes thực ra không khác biệt nhiều. Bảng hổ và bảng rồng là bảng xếp hạng các cao thủ của Long Quốc, bảng xếp hạng các bậc thầy võ nghệ. Bảng hổ là cho những người dưới 30 tuổi, xếp hạng các bậc thầy võ nghệ, có 72 người lọt vào danh sách. Còn về bảng rồng, đó là xếp hạng các bậc thầy võ nghệ của toàn bộ Long Quốc, có tổng cộng 36 người lọt vào danh sách. Nhưng tôi có một câu hỏi, về cái mà, bảng xếp hạng này, làm thế nào để xếp hạng? Bảng hổ được xếp mỗi 3 năm một lần, thường là những cuộc thi võ thuật bí mật. Còn về bảng rồng, tôi biết ít, nhưng về bảng hổ, tôi biết kha khá. Nói chi tiết đi, cuộc chiến tranh giành quyền và bảng hổ vừa mới kết thúc không lâu, địa điểm là tại phòng thi đấu, võ thuật ẩn ở sâu trong núi Hoa Sơn, và ở thành phố Giang Hải tôi, có một người đã được liệt vào bảng, đứng thứ 36, chính là đại gia duy nhất Giang Hải, tiểu thư Diệp, Diệp Linh Lung. Tiểu thư Diệp, Diệp Linh Lung. Theo tôi biết, ở thành phố Giang Hải, có 5 thẻ ngũ long chí tôn, một chiếc ở chỗ thị trường, một chiếc ở quân thủ, một chiếc ở chủ tịch hội Hắc Long, và một chiếc ở chủ tịch hội thương gia Giang Hải. Ông đúng chứ? Và chiếc cuối cùng đó, chính là ở chỗ tiểu thư Diệp, Diệp Linh Lung. Chẳng lẽ là tiểu thư Diệp này sao? Thần y cũng biết nhiều về nhà họ Diệp nhỉ, nhưng kiến thức của tôi chỉ giới hạn ở đây thôi. Về Diệp gia chúng ta tạm thời không nói. Tiểu thần y đã ở Giang Hải lâu rồi, sẽ biết sức mạnh của Diệp gia là khủng khiếp thế nào thôi. Có thể nói như này, dù là cả một bàn này chúng ta đang ngồi, cũng không thể địch nổi Diệp gia đâu. Diệp gia mạnh mẽ đến vậy sao? Bảng rồng và hổ quan trọng đến vậy sao? Đáng được coi trọng như vậy sao? Nói thế này, dù chỉ là một người đứng cuối bảng hổ, miễn là anh ấy muốn, thì quyền thế mà người đó có, cũng không kém hơn thị trưởng Phương đâu. Ghê gớm vậy cơ à? Những người này đều là các thành viên quân đội từ các quốc gia và các tổ chức lớn của các quốc gia, là đối tượng mà họ cạnh tranh. Nếu những người trên bảng hổ muốn gia nhập quân đội, thì dù vị trí cuối cùng trên bảng hổ cũng sẽ được giao trách nhiệm tương đối từ quân đội. Đó là một cơ hội tốt. Người của gia đình Diệp, trước đây trong đội đặc nhiệm, đã giữ chức vụ tổng giáo đầu. Tổng giáo đầu là một chức vụ gì? Tính tương đương của chức vụ, tương đương với thị trưởng Phương. Và bây giờ lần này còn tiến xa hơn, đứng thứ 36 trên bảng hổ. Việc thăng chức của anh ấy, có lẽ sẽ không mất nhiều thời gian là có lệnh rồi. Khi đó, chức vị chắc chắn sẽ vượt qua Phương thị trưởng. Chỉ mới 23 tuổi, đã vượt qua Phương thị trưởng. Đáng sợ biết bao. Thì ra, khả năng võ đạo thật sự có ích đến thế. Bây giờ mình đã có trường sinh cửu truyền, sức mạnh vòng thứ 3 rồi. Nếu tham gia vào bảng hổ xếp hạng, liệu có thể đủ sức không? Có cơ hội lần sau, hy vọng có thể thử thách với các bậc cao thủ bảng hổ. À, đấu giá sắp bắt đầu. Rồi đấy, chúng ta đi qua đi. Các bạn thân mến, chào buổi tối. Buổi đấu giá tối nay sẽ bắt đầu ngay lập tức. Lại là phu nhân hội trưởng, tự mình dẫn dắt buổi đấu giá à? Phu nhân hội trưởng, thật sự là có nhiều tài năng. Các cô có nhận ra không? Gương mặt của phu nhân hội trưởng, tại sao lại trở nên mịn màng hơn so với trước? Càng ngày càng trẻ trung hơn à? Đây là do sống càng lâu càng trẻ ra đấy. Dưới đây tôi tuyên bố, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Hãy mời. Món đầu tiên là ảnh chữ ký của cô Diệp Linh Lung. Giá khởi điểm, 10 vạn. Đây là ảnh chữ ký của cô Diệp Linh Lung đó. Diệp Linh Lung là đẳng cấp nào cơ chứ? Đội chiến Phượng Hoàng đó, chức vị của cô ấy tương đồng với cấp độ của Phương thị trưởng đó. Mỹ nữ à,
tin tức của cô, lạc hậu quá rồi. Nghe nói cô Diệp Linh Lung sắp được thăng chức một lần nữa rồi. Thông báo về việc thăng chức dự kiến sẽ diễn ra nhanh thôi. Đó là từ một trong những nữ thần hàng đầu trong lòng tôi đó. 150.000 đô la, 200.000 đô la, 350.000 đô la, 1 triệu đô la, 1 triệu đô la một lần, 1 triệu đô la hai lần, 3 triệu lần 3. Giao dịch thành công. Không ngờ các bậc cao thủ trong bảng hổ, quyền thế họ sở hữu, thực sự có ảnh hưởng như vậy. Chỉ cần một bức ảnh ký tên, đã có giá 1 triệu đô la. Lần sau mình sẽ tìm các bậc cao thủ trong bảng hổ, thách thức họ, và cũng để có một suất tham gia bảng hổ. Tiếp theo, mặt hàng đấu giá của chúng ta. Mọi người có thể đoán là gì không? Hãy chào đón. Hà thủ ô, giá khởi điểm không thấp đâu nhé. 500 triệu. 600 phương, chưa gì đã tăng lên 600. Thật là giàu có và hào phóng. Cô ấy tại sao lại muốn đấu giá hà thủ ô chứ? Còn cho ai được? Thôi, đồ yên chi cũng không ra giá nữa rồi. Tôi ra giá 650 triệu. 650 triệu. 700. 750. 50 của anh, thêm vào có tí. Thật là quá keo kiệt. 1.000 vạn. Thôi, đã vượt quá dự trữ của tôi rồi. 1.000 vạn, có ai muốn đấu giá thêm không? Đã bán. Xin mời. Ban đầu đã sẵn sàng 2.000 vạn đi cơ. Không ngờ chỉ cần 1.000 vạn là được. Có thể coi là may mắn. Phu nhân à, Diệp gia, cậu hai nhà họ Diệp đến rồi. Nhanh lên, mời người ta vào, nhanh lên. Diệp Như Ngọc công tử làm sao lại đến đây? Trước đó tôi đã nghe nói rằng hội thương mại Giang Nam đã mời anh ta, nhưng anh ta đã từ chối. Nếu không, vị trí quý tộc ở hộp VIP cũng đã thuộc về anh ta. Anh ta đột nhiên đến đây một cách bất ngờ, thực sự làm người ta choáng đấy. Diệp công tử, chào mừng anh đã đến. Nghe nói trong buổi đấu giá hôm nay, có hà thủ ô niên đại là 400 năm. Nó còn không? Xin lỗi, nó đã được mua đi rồi. Ai đã mua? Người phụ nữ này. Cô bán chiếc hà thủ ô 400 năm, cho tôi đi. Thật không thể tin được, anh Diệp Như Ngọc đã đến chỉ để mua hà thủ ô 400 năm này. 400 năm này. Nhưng đó là của Lâm Thần Y, chỉ định phải mua. Nên làm sao mới tốt đây, cần phải nói thêm một lần nữa không? Anh Diệp, cây này đã trải qua 400 năm, rất quan trọng đối với tôi. Lý Tình trưởng lão nói rằng, cần thiết phải có vật phẩm này, dùng để làm thuốc, có thể cứu chữa được cho ông tôi. Thế nên tôi mới đặc biệt đi tới đây, muốn có được cây hà thủ ô 400 năm này, nếu cô sẵn lòng hy sinh. Tôi sẽ ra giá gấp đôi giá gốc, để mua nó, gốc hà thủ ô này, gia đình Diệp tôi, coi như nợ cô một cái ơn. Nếu cô không muốn, vậy thì, chuẩn bị chịu trận với cơn thịnh nộ của Diệp gia đi. Nếu biết trước, có thể nhận được cái ơn của Diệp gia, thậm chí nếu làm đắc tội đồ yên chi, tôi cũng sẽ dùng giá cao hơn để mua hà thủ ô này. Sớm biết như vậy, tôi đã mua, hà thủ ô có tuổi đời 400 năm này rồi. Như thế này, người sẽ được món nợ ân tình của gia đình họ Diệp, sẽ là tôi rồi. Anh Diệp, thật là ngại quá. À, thủ ô này đối với tôi mà nói, thật sự quan trọng, đồ yên chi thật sự đã điên rồi phải không? Cho dù có quan trọng như thế nào, nó cũng phải được nhường lại chứ. Nhường lại cho, sẽ được nhận lại mối ân tình từ Diệp gia. Nếu cô ấy không nhường lại, cô ấy sẽ phải chịu trận với sự tức giận từ gia đình họ Diệp. Điều này, còn phải lựa chọn sao? Đồ yên chi đầu óc có vấn đề à? Dám từ chối Diệp gia, đây hoàn toàn là lấy trứng chọi đá. Châu chấu đã xe không biết tự lượng sức, Diệp gia chỉ cần búng tay là khiến nhà họ tan tành, có khi còn kéo theo Hắc Long hội đó. Lâm Thần Y thật sự nhờ vào võ công kinh khủng của mình bước vào danh sách hổ thì coi như mình đã đặt cược đúng, chắc chắn sẽ theo sau Lâm Thần Y và bay lên cao, cùng lắm là đánh đổi cả mạng sống của mình thôi mà. Tôi hỏi cô thêm một lần nữa, cô bán hay không? Không bán thưa anh. Được. Một con đàn bà, dựa vào cơ thể đầy ti tiện của mình, dám từ chối thỉnh cầu của Diệp gia này ư? Được. Cô cứ ở đó chờ, sự phẫn nộ của Diệp gia đi, và cả Hắc Long hội của cô, và Diệp gia cứ chờ đấy. Ông nội không có được cây hà thủ ô này, có thể sẽ gặp nguy hiểm gì, bị chị tôi biết,
Hắc Long Hội. Cứ chờ sẽ bị tiêu diệt đi. Đồ Yên Chi này. Chắc chắn sẽ không sống được lâu nữa đâu. Vừa rồi. Bây giờ thì không cần thiết nữa rồi. Không biết cô ấy nghĩ. Đắc tội Diệp gia, không sống nổi bao lâu nữa. Mà vẫn muốn chiếm được cây hà thủ ô 400 năm. Làm gì chứ? Chuẩn bị đi đầu thai đi. Gia đình Diệp đáng sợ như vậy sao? Thậm chí Hắc Long Hội cũng không thể làm gì. Tất nhiên rồi. Nhà họ Diệp quả thật đáng sợ. Không, có lẽ là vì các cao thủ trên bảng hổ quá đáng sợ. Không ngờ lần này vẫn lại bị đắc tội phải họ. Đắc tội lại là Diệp Linh Lung. Xem ra Hắc Long Hội sẽ đối mặt với một thảm họa lớn lần này. Xem ra sẽ có biến lớn ở Giang Hải rồi. Hắc Long Hội sẽ bị loại khỏi Giang Hồ. Làm thế nào để khiến nhà họ Diệp buông tha cho Hắc Long Hội? Bảo Đồ Yên Chi mang theo cây thủ ô 400 năm đi xin lỗi nhị công tử nhà họ Diệp. Có lẽ sẽ được nhà họ Diệp tha thứ. Chỉ có một con đường này thôi ư? Nhưng vẫn có một khả năng. Khả năng gì? Là Hắc Long Hội xuất hiện một cao thủ có thể đè bẹp Diệp Linh Lung, để làm người bảo kê. Mình cũng đang muốn lĩnh giáo Diệp Linh Lung, sức mạnh thực sự của Diệp Linh Lung. Cô ấy hiện đang ở đâu? Diệp Linh Lung, trong đội đặc nhiệm Phượng Hoàng khu B, dưới sự chỉ huy của Nhiệm Tổng. Nhưng gần đây tôi nghe nói, cô ấy sẽ được thăng cấp một lần nữa. Gần đây về lại Giang Hải, cộng với việc Diệp Thiếu Ban nãy nói, Diệp lão gia cơ thể không khỏe, làm chắc chắn thêm tin tức này. Lâm Thần Y, cậu hỏi điều này làm gì? Không có gì, chỉ là nghe mọi người nói về Diệp Linh Lung. Như một tiên nữ rơi từ trời xuống. Chỉ là tò mò một chút thôi. Bác sĩ Lâm, hà thủ ô 400 năm anh cần, tôi đã mua được cho anh rồi này. Ai? Là ai? Đồ Yên Chi muốn đưa hà thủ ô 400 năm này cho Lâm Đông ư? Chỉ vì hắn ta mà Đồ Yên Chi không sợ gây mất lòng với gia đình Diệp ư? Anh ta biết về mối quan hệ giữa anh và tôi rồi. Có cần tôi biến anh ta thành tro tàn không? Ý là gì? Có ý định giết tôi à? Nứt rồi, làm sao bây giờ? Hay tôi hóa vàng hắn luôn nhá? Đừng cứ động tí là biến người thành tro tàn này nọ nữa. Văn minh một chút đi, hãy gọi anh ta dậy đi. Và rồi cảnh báo anh ta một chút. Anh ta nhát gan như vậy, tôi tin rằng chỉ cần cảnh báo là anh ta sẽ không dám nói thêm điều gì nữa. Tôi đã sai rồi, tôi không có ý định nghe lén anh nói chuyện đâu. Lâm Đông, tôi không biết anh là ai. Không sao, đứng lên. Bẩn đó. Hoàng Thanh, hôm nay tôi muốn đưa ra một lời khuyên, ở đây cho anh, hy vọng những gì anh thấy hôm nay. Anh hãy quên nó đi, ngay cả, những người thân cận nhất của anh, cũng đừng nói với họ, nếu không. Vâng, vâng. Cút. Lâm Đông, tôi đã hy sinh nhiều cho anh như vậy, anh phải chịu trách nhiệm với tôi. Anh giả vờ ngu với tôi à? Bây giờ tôi đã đắc tội với Diệp gia vì anh, không còn đường lùi nữa. Nếu anh dám phản bội tôi, dù tôi làm ma cũng không bao giờ tha thứ cho anh. Gì vậy má, làm như tôi là kẻ bội tình bội nghĩa vậy, chẳng lẽ không đúng sao? Dù sao thì tôi cũng không quan tâm, anh phải chịu trách nhiệm với tôi. Anh đang làm gì vậy? Đi, phải chịu trách nhiệm với tôi. Cuối cùng đã đột phá rồi. Với thế giới này, nếu bạn than phiền quá nhiều, khi gặp trở ngại, bạn không thể tiếp tục bước tiếp. Chỉ vì trong đám đông. Và tôi không thể nào quên được nụ cười của bạn. Mơ tưởng rằng có thể gặp lại nhau một ngày nào đó,
Từ đó, tôi bắt đầu cô đơn nhớ nhung. Đông Tử, cậu nhìn tôi làm gì? Bạch Ngọc tỷ, hôm nay chị thật đẹp đấy. Đông Tử, hôm nay em muốn cho anh. Được. Thật sao Bạch Ngọc tỷ, sư phụ nói quả nhiên không sai. Bí kíp cửu chuyển trường sinh này, thật sự chỉ có thể đột phá trong thế giới phàm trần. Có chuyện gì vậy, chị Bạch Ngọc, chị không muốn à? Tôi tất nhiên là muốn, cậu, có thể đồng ý một điều kiện của tôi không? Tất nhiên rồi, đến lúc này rồi, đừng nói một điều kiện, là 100 điều kiện, em cũng đồng ý với chị. Vậy thì cậu gọi tôi là vợ đi, gọi suốt cả đêm nay nhé. Được. Đông Tử, cậu có thể đồng ý với tôi thêm một yêu cầu nữa không? Có việc gì cứ nói đi. Bất kể việc gì, em đều đồng ý, cậu hứa với tôi, tương lai, cậu nhất định phải lấy một người phụ nữ tốt hơn tôi làm vợ. Đây là yêu cầu tôi gửi đến cậu có thể đồng ý không? Chị Bạch Ngọc, chị là một người phụ nữ rất tốt. Chị xứng đáng hơn bất kỳ ai, bao gồm cả tôi, cậu nhất định phải đồng ý. Nếu không đồng ý, tôi sẽ mãi mãi rời bỏ cậu, đừng, rồi tìm một nơi không có ai, sống cô đơn đến già. Bạch Ngọc, đừng rời xa anh, chồng yêu, em sẽ không rời bỏ anh đâu, vậy thì đêm nay, anh phải gọi em là vợ suốt đêm. Hôm nay để em được làm vợ của anh. Sở hữu anh chỉ trong đêm nay. Anh đang làm gì đấy? Đói rồi, muốn ăn sáng. Mới sáng ngày ra mà. Sáng sớm thế này. Không thể cho người khác ngủ thêm chút à? Tối qua làm gì rồi? Có liên quan gì đến cô? Gọi anh sang đây, nói về việc làm đẹp. Mỹ phẩm đang rất hot. Lô đầu tiên đã kiếm được 50 triệu. Hiện tại, công ty sắp sản xuất lô thứ hai. Nhưng, thị trường ở Giang Hải không đủ lớn. Không đủ để nâng mức sản xuất. Cần mở rộng trong tỉnh. Vậy thì mở rộng đi. Về lại việc này, tôi không hiểu. Cô nói với tôi để làm gì? Bởi vì anh cũng là một cổ đông lớn, chắc chắn phải tham khảo ý kiến của anh. Hơn nữa, cái này, phần của anh sau một thời gian, đã có trong đó 3.000 vạn. 3.000 vạn. Nhiều vậy à? Giữa ông và tôi không có oán thù gì, ông làm gì vậy? Thực sự, cô không nên đắc tội Diệp gia. Người họ Diệp đến rồi, Lâm Thần Y, mau đến đi, cái gì? Vương Lão, lần này làm phiền ông rồi, nếu Đồ Yên Chi có cao thủ, chống lưng phía sau, thì nhờ cụ ra tay, nhưng tôi đoán, không có ai đâu, xứng đáng để cụ ra tay, Đồ Yên Chi, Hà Thủ Ô 400 năm đâu rồi? Nào, đưa ra đi. Diệp công tử à, xin lỗi, tôi đã dùng hết rồi. Tìm chết, bắt sống Đồ Yên Chi cho tôi. Những kẻ nào khác dám phản kháng, bắn chết không nương tay. Cái miệng này thật sự quyến rũ. Chờ xem tôi bắt sống cô rồi, rồi tặng cô phần thưởng được phục vụ tôi nhé. Nói gì thế? Mạnh mẽ quá nhỉ, cậu làm sao mà có võ được? Tôi không biết, không biết người bảo kê sau lưng cô là ai, mà dám đắc tội tới Diệp gia tôi. Nhưng đợi lát nữa sẽ cho cô biết, cho dù sau lưng cô có Vương Lão bảo kê cho, thì ở Giang Hải cũng không có tác dụng. Nể tình cái miệng xinh đẹp này, tôi sẽ để cho cô một con đường sống.
Một đám ô hợp. Dùng miệng của cô, đi. Đừng mơ. Tôi chỉ cho cô một cơ hội sống. Nếu cô phục vụ tôi thoải mái, tôi sẽ để cô sống thêm mấy ngày. Tôi dù chết cũng không để anh làm gì. Vậy thì đi chết đi. Diệp Như Ngọc, anh bỏ cô ấy ra. Lâm Đông, cuối cùng anh cũng đến rồi. Mày là ai? Tôi tên là Lâm Đông. Cây Hà Thủ Ô chính là tôi. Đã bảo cô ấy mua về cho tôi. Mày chính là kẻ chủ mưu đằng sau cô ta à? Nếu đã đến rồi, đưa ra cây Hà Thủ Ô đó đi. Tao có thể tha cho mày một mạng. Chắc cây ấy giờ lấy ra có mà thành xít rồi. Bởi vì tôi đã ăn nó rồi. Nhưng, tôi cũng có thể ia ra cho anh nhó. Nghe nói, nhân trung hoàng cũng là một loại thảo dược quý. Cậu có thể, thử xem hiệu quả ra sao. Mày cái gì mà mày, nhanh chóng thả người ra. Được, nếu mày tự nguyện đến để tìm cái chết, thì tao sẽ hoàn thành ước nguyện cho mày. Tao sẽ đánh cho mày trở thành người tàn tật luôn. Lâm Đông, sức mạnh của mày làm sao lại mạnh đến vậy? Cậu dám sao? Lâm Đông, nếu mày dám phá một cánh tay của tao, thì mày chết chắc rồi. Thằng kia, mày dám độc ác như vậy, phế mất một cánh tay của thiếu gia nhà ta. Xem bây giờ tao sẽ xử lý mày thế nào. Cậu là ai vậy? Mạnh mẽ kinh hồn, có phải cậu là một cao thủ trên bảng hổ không? Hắn ta là một cao thủ trên bảng hổ á? Tôi không phải là một cao thủ trên bảng hổ, tôi chỉ là một kẻ vô danh thôi. Nhưng đối phó với hai người ấy mà, vẫn còn rất dư sức. Nhìn cái gì vậy? Mau xông lên. Cao thủ võ bảng cũng chỉ vậy thôi. Thằng nhóc võ công lợi hại. Xứng đáng đấu một trận với tiểu thư, phong cách hiện tại của Lâm Đông. Có thể được mô tả bằng 8 chữ, nhanh trong nháy mắt, thần thánh diệt quốc. Lâm Đông, mày dám hỏng tay tao à? 3 ngày sau khi chị tao trở về, tao nhất định sẽ khiến mày trả giá đắng. Cho dù mày chạy tới cuối trời, chị ấy cũng sẽ không tha cho mày. Ở thời điểm này rồi, mày còn không biết thu liếm. Lại cái thái độ cao cao tại thượng của mày, tao nói cho mày biết, dù mày sinh ra trong gia đình quý tộc, là điểm cuối cả đời của người khác, cũng không thể đạt được điểm bắt đầu của mày. Nhưng điều đó cũng không phải là lý do của mày là vì giàu mà không nhân từ, không muốn luôn cánh tay còn lại nữa à? Mày dám sao? Tránh ra, hội Hắc Long, sau 3 ngày, khi cô tiểu thư của chúng tôi trở về. Đó sẽ là lúc các người bị tiêu diệt. Lâm Thần Y, cảm ơn anh. Tại sao lại đánh anh rắn? Anh rắn vừa là người dũng cảm đi đầu, mày thì hiểu cái gì? Lâm Thần Y đang điều trị cho tao. Mà nó còn mở toàn bộ kinh mạch của tôi. Thật là mạnh mẽ. Với sức mạnh như vậy của Lâm Đông, có thể đấu với cao thủ trên bảng hổ, Diệp Linh Lung rồi. Mình chắc chắn sẽ lên đến đỉnh cao, thực sự là có được một chủ nhân báu vậy, có thể sẽ bay lên cao nhờ Lâm Đông. Cô nói xem. Cũng đẹp trai, kỹ năng võ công cao, y thuật lại giỏi. Ngay cả Vương Lão cũng không phải là đối thủ của anh ta. Tôi sắp yêu anh ta rồi. Đừng nói. Yêu thật đó nhá. Cậu không phải cũng đã thích anh ta chứ? Đừng nói ngu những điều đó nữa. Là bạn thân của cậu nhiều năm, tôi thực sự hiểu cậu rất rõ. Như Lâm Đông, đẹp trai và mạnh mẽ như vậy. Và đã giúp đỡ cậu nhiều lần, anh ta chính là người mà cậu mơ ước, Bạch Mã Hoàng Tử, còn giữ vẻ cứng cỏi à? Nếu cậu không lên, chỉ tôi sẽ lên đó nhá, một chàng trai tốt như Lâm Đông, để cho người khác là một phí tổn, cậu dám. Thử đi xem, còn giữ vẻ cứng cỏi, cứng cổ thế, xem còn không mềm nổi không? Ai vậy? Tôi, Lâm Đông. Đến đây xem vết thương cho Đỗ Yên Chi. Lâm Đông, chị đây đã giúp anh rồi đấy, thế thì cảm ơn chị nhiều nhé. Tôi sẽ giúp cô chữa thương. Đến đây đi.
thật sự thoải mái. Xong rồi. Mặc quần áo lên đi. Đồ lưu manh. Tham kiến tiểu thư, chào mừng tiểu thư trở về. Chị xem, hai tay em này, chị phải giúp em trả thù, làm chủ cho em. Dường như đối phương vẫn nương tay chán. Chị, em mặc kệ. Tôi cũng muốn hủy cả hai cánh tay của hắn, em lớn bằng ngần này, cũng chưa bị bắt nạt cỡ này, sức khỏe của ông quan trọng nhất, hãy đi thăm ông trước đã. Linh Lung bất hiếu, không hiếu thảo được với ông. Linh Lung, cháu ra ngoài bảo vệ gia đình và quốc gia, đó chính là sự hiếu thảo lớn nhất với ông. Nghe nói về bảng xếp hạng hồi mới nhất. Hạng của cháu đã được cải thiện. Ông rất vui lòng. Nhưng có lẽ, ông sắp rời khỏi thế gian này rồi. Cháu gái dấu yêu của ông, Diệp Linh Lung, cũng có thể đảm nhận trách nhiệm của cả gia đình Diệp. Chắc chắn sẽ không phải lo lắng, lần này cháu đi ngoại thành thủ đô, mang theo nấm linh chi, 800 năm trở về, chắc chắn sẽ cứu được ông. Nhanh chóng đi mời Lý Thanh Dương lão thần y, Diệp lão gia tử à, ở đây tôi cũng biết một thầy y tài năng, không biết có thể đưa anh ta đến không? Thị trưởng Phương, ông có bác sĩ tài giỏi giới thiệu ư, bác sĩ đó giỏi như thế nào? Gần đây, tôi gần như, suýt chút nữa là không qua khỏi vì bệnh tim, may là nhờ vị thần y đó, tôi mới được cứu sống. Đừng nhìn vào bác sĩ đó, tuổi tác cậu ấy rất trẻ, nhưng lại có tài cao siêu trong y học, nên tôi đang nghĩ, có nên đưa anh ấy đến không, để khám bệnh cho lão già chút. Được, được, tôi sẽ gọi ngay bây giờ. Lâm Thần Y à, là tôi đây. Là thế này, bây giờ, cậu có thể đến Diệp gia một chút không? Được, Phương thị trưởng nổ cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đi taxi đến đó. Được, khi cậu đến, hãy báo cho tôi tiếng, tôi sẽ đến đón ở cửa. Lý Lão Thần Y à, xin vui lòng giúp đỡ, cứu ông của tôi. Diệp tướng, không cần phải khách khí như vậy đâu, Diệp gia có ba người tướng tài, giữ gìn và bảo vệ quốc gia qua các thế hệ, Lão Phu rất ngưỡng mộ. Bệnh của Diệp, Lão Phu sẽ cố gắng hết sức chữa trị. Đúng rồi, Diệp thiếu gia à, thuốc mà tôi yêu cầu cậu mua, cậu có mua được không? Tôi không mua được thuốc, tôi vốn là đến Hắc Long Hội, tìm cô Đồ Yên Chi mua. Ban đầu tôi đã dự định Hà Thủ Ô, từ tay cô ta, với giá cao rồi. Nhưng cô ấy không bán. Hội Hắc Long này, dường như không coi, trọng gia đình mình, chị à không chỉ thế, cánh tay của em, chính vì đi hội Hắc Long. Mà bị phế mất. Xem ra, hội Hắc Long này về sau không còn cần tồn tại trên giang hải nữa rồi, không có vật phẩm quý này, Lão Phu cũng lực bất tòng tâm. Lý Lão Thần Y, tuy rằng em trai, tôi lần này không mua được Hà Thủ Ô 400 năm, nhưng lần này, khi tôi đến tỉnh thành tìm Dược Vương, tôi đã nhận được món quà. Là bảo vệ trấn tiệm của Dược Vương Đường bọn họ. Không biết nấm linh chi 800 năm này, có thể thay thế được dược phẩm Hà Thủ Ô không? Nấm linh chi 800 năm, chắc chắn sẽ hiệu quả hơn Hà Thủ Ô. Có thể thay thế được, ông Điệp lần này đã có hy vọng. Đầu tiên hãy cắt một lát, theo đơn thuốc của tôi đi bốc thuốc. Người đâu? Ở Giang Hải. Mà vẫn có người dám, làm cho tay của thiếu gia Diệp bị tàn tật, người đó là ai? Lý Lão Thần Y, nhân lúc này, hãy xem tay em trai tôi đi, được. Người làm tổn thương tay thiếu gia, đã kiểm soát lực đánh một cách hoàn hảo. Nếu nặng thêm một chút, tay của thiếu gia sẽ bị hỏng hoàn toàn.
người đã làm tổn thương cậu, đã coi như nương tay rồi. Cảm ơn bác sĩ Lý, y thuật của ông thật kỳ diệu. Không hổ là thần y Lý Thanh Dương, thực sự là không ai sánh kịp, có lão thần y Lý Thanh Dương ở đây, có lẽ Lâm thần y, lần này không có cơ hội chữa được rồi, xem ra đã mời anh ta, một chuyến vô ích rồi. Đứng lại, đây là đất đai cá nhân, kẻ nào không phận sự, mau rời đi, nếu không, tôi có quyền bắn trực tiếp, dừng lại. Lâm thần y. Đây là thần y tôi mời đến nhà họ Diệp, để chữa bệnh cho ông Diệp, để anh ta vào đi. Lâm thần y, hiện tại trong đó, thần y Lý Thanh Dương, đang chữa bệnh cho ông Diệp, vậy có lẽ không cần cậu phải ra tay nữa. Lâm thần y à, mặc dù cậu có tay nghề cao siêu, nhưng so với tiền bối trong ngành, là thần y Lý Thanh Dương mà nói, có lẽ kinh nghiệm của cậu hơi kém một chút, nhưng cũng không sao, đợi lát nữa ông ta chữa bệnh, cậu có thể vào trong xem qua, học hỏi một chút. Thật không thể tin được, nấu cả linh chi 800 năm. Loại thuốc này không thể uống, uống vào sẽ đe dọa tính mạng. Anh là ai? Dám nghi ngờ việc dùng thuốc của lão phu, Lâm Đông lại là mày à? Sao lại dám đến nhà tao? Diệp thiếu, anh quen Lâm thần y à? Chị, anh ta chính là người đã làm em phế cả hai cánh tay. Lâm thần y lại là, người đã làm hại Diệp thiếu gia bó cả hai cánh tay ư? Anh chính là kẻ đã phế cả hai cánh tay của em trai tôi à? Nếu đã vậy, anh còn dám đến nhà họ Diệp? Nhà họ Diệp không phải là nơi cấm địa nào cả, tại sao tôi lại không dám đến? Hỗn xược, Lâm Đông, hôm nay mày dám đến nhà họ Diệp, thì cũng chính là ngày chết của mày, chị hãy ra tay giúp em báo thù, giết chết nó. Chị. Ban nãy anh bảo thuốc này không thể uống được, uống vào có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, anh dám đứng trước lão thần y Lý Thanh Dương, nói những điều như vậy ư, vốn dĩ là vậy mà, nếu mà không tin, nếu muốn chết đến thế, vậy thì tùy mấy người. Được lắm tên tiểu tử. Tuổi trẻ không chịu cố gắng nghiên cứu y học, đến đây để thu hút sự chú ý, thật sự là một tên hề, lão phu, sẽ để cậu mở mang tầm mắt. Xem tôi làm cách nào cứu ông Diệp. Diệp lão gia, đừng để ý đến đứa trẻ nhỏ này, mau uống thuốc này đi. Loại thuốc này thật sự hiệu quả à? Sau khi uống, ngay lập tức, tôi cảm thấy, tinh thần cả người mở rộng gấp trăm lần. Tên tiểu tử ngông cuồng này, bây giờ cậu có tâm phục khẩu phục chưa? Hồi quang phản chiếu đó mấy ông ơi, cậu. Lâm Đông mày thực sự đang tìm chết à? Chẳng có chút tài năng nào cả, mà dám nghi ngờ, tài năng y học của Lý Thanh Dương. Thôi đi, thần y Lý Thanh Dương là người cao cao tại thượng, không tính toán với mày, nhưng giữa chúng ta. Phải giải quyết hết trong lần này. Nhà họ Diệp, không phải là nơi, mọi kẻ vô danh đều có thể đến khiêu chiến. Hôm nay anh đừng hòng thoát khỏi nhà họ Diệp. 10. Lâm Đông, cậu đang làm gì vậy? Thời gian đếm ngược nguy hiểm đến tính mạng của ông Diệp, hỗn xược, dám nguyền rủa ông tôi, chỉ có thời gian sống sót, 10 tháng thôi ư, mày thực sự muốn chết à? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, chưa từng thấy người nào kiêu ngạo như vậy, hôm nay nhất định mày phải trả một cái giá đắt. Thế này thì coi như kết thúc rồi, không chỉ mất mạng dưới tay Lý Thần Y, sự nghiệp của mình cũng tiêu tùng. Trước đó, nghĩ việc kết bạn với Lâm Đông là một loại đầu tư tiềm năng, bây giờ thấy, đó là một hành động không khôn ngoan. Diệp lão gia, có chuyện gì xảy ra vậy? Không phải vừa nãy, bệnh đã được tôi chữa khỏi rồi sao? Diệp lão gia sao lại, ngã xuống rồi, bởi vì bệnh của Diệp lão gia, căn bản không phải là chỉ cần bồi bổ. Ông chỉ thấy được vẻ bề ngoài suy nhược thôi, nghĩ rằng thông qua một số vị thuốc vàng, có thể chữa lành, trị liệu sự suy nhược cho Diệp lão gia,
mà không biết làm vậy, chỉ làm tăng tốc sự trỗi dậy của căn bệnh của ông ấy thôi. Vậy cậu có cách nào có thể cứu được không? Nếu anh đã nhìn được ra vấn đề, thì chắc chắn có cách, có thể cứu được ông tôi. Tôi cầu xin anh ra tay cứu ông tôi, chỉ cần có thể chữa khỏi cho ông tôi, chỉ cần có thể chữa khỏi cho ông tôi. Những chuyện trước kia chúng tôi không tính toán nữa. Chị, anh ta đã làm em phế cả hai cánh tay, làm sao có thể không truy cứu được chứ? Đồ ngu, lẽ nào mày nghĩ rằng sự báo thù của mày quan trọng hơn mạng sống của ông sao? Lâm Đông, mày có nghe thấy chưa? Chỉ cần có thể chữa lành ông tao, thì có thể bảo toàn được mạng chó của mày. Còn không mau đến đây chữa trị. Theo tôi nghĩ, ở đây có một số người, đơn giản là không biết suy nghĩ vấn đề. Em trai cô là loại người như thế này, cũng không biết. Trong đầu của cô, cả ngày toàn nghĩ về cái gì? Diệp Linh Lung, bệnh của ông cô, tôi có thể chữa khỏi. Nhưng, tôi không chữa. Nếu anh ra tay cứu, không chỉ về những gì đã xảy ra trước đó, chúng tôi không nhắc đến nữa, mà nhà họ Diệp sẽ nợ anh một ơn lớn. Anh có thể đưa ra hai điều kiện với nhà họ Diệp. Thực sự là điều kiện gì cũng được sao? Nếu tôi nói, tôi muốn cô hầu hạ tôi một đêm, cô cũng đồng ý à? Lâm Đông, mày thực sự là muốn tìm chết. Chị, nó căn bản không có năng lực chữa khỏi bệnh cho ông đâu. Ngay cả Lý Thần Y còn không có cách, hắn ta thì có cách gì? Lâm Đông, từ trước đến giờ chưa có người đàn ông nào dám nói với tôi như vậy. Anh là người đầu tiên. Điều này là một vinh dự của tôi. Diệp Linh Lung, cô không cần phải đồng ý đâu. Chỉ là, ông của cô sợ không qua khỏi tối nay. Lâm Đông, điều kiện của anh cũng không phải là không thể. Nhưng anh phải đánh bại tôi đã. Nhưng anh phải đánh bại tôi đã. Anh đánh bại nổi tôi sao? Tôi nhường cô một tay luôn đó. Lâm Đông, chiến với tôi. Nếu tôi thắng, sẽ phải cứu ông của tôi. Nếu tôi thua, tôi sẽ đồng ý với hai điều kiện của anh. Một trong số đó, sẽ phục vụ anh một đêm như anh mong muốn. Anh có dám đối đầu không? Tại sao tôi không dám? Chính cô muốn lên giường của tôi. Tôi có gì mà không dám? Đồ khốn nạn, chịu chết đi. Nhìn xem cặp chân này đi. Tôi có thể chơi một năm đó. Chị, mày dám sỉ nhục chị tao. Chị mau giết chết nó. Giết chết nó. Chị. Anh Lâm Đông, tôi thua rồi. Không ngờ võ công của Lâm Thần Y lại mạnh mẽ như vậy. Mình có lẽ đã may mắn. Nếu có được sự quan tâm của cậu ấy, tương lai sự nghiệp của mình không phải sẽ bước lên con đường thành công sao? Lâm Đại Sư, nếu Diệp Tường đã nhận thất bại, thực sự như câu ngạn ngữ nói, thêm một người bạn, bớt một mối thù, hay anh giơ tay đánh khẽ, giúp chữa lành cho ông Diệp, thầy Lâm mong anh ra tay giúp đỡ. Cứu ông tôi đồng ý với điều kiện anh đưa ra. Chị, điều kiện này chỉ không được đồng ý, tính mạng của ông em không quan tâm đến sao, hơn nữa chị đã hứa trước đó, có thua có chịu mà thôi, thầy Lâm, xin ngài hãy ra tay giúp đỡ. Được thôi, vậy tôi sẽ ra tay chữa trị. Nhớ nhé, điều kiện của cô, tất nhiên dám nói dám làm. Lâm Đông, nếu mày không chữa được, dù cho tao phải đánh đổi cả tính mạng, cũng phải liều chết với mày, hãy ngậm mõm lại đi. Cậu thực sự có thể chữa khỏi được bệnh của Diệp Lão gia? Diệp Lão rốt cuộc đã mắc phải căn bệnh gì? Lâm Đông, mày thực sự muốn tìm chết à? Dù cho mày có võ công cao cường, cũng không thể làm gì theo ý mình. Ông tao đã bệnh nặng từ trước, mày còn ra tay như vậy. Lâm Đông, tôi sẽ giết anh. Tôi thực sự nghĩ là cậu có cách chữa. Nhưng không ngờ, cậu là một kẻ gian trá. Ban đầu Diệp Lão vẫn có hơi thở. Một quyền này của cậu đánh xuống, thì ông sẽ tử vong ngay lập tức. Cậu là kẻ giết người. Dừng tay. Ông đã tỉnh rồi à? Cảm ơn cao nhân đã giúp đỡ. Tôi cảm thấy dễ chịu đi nhiều rồi. Trong máu có chứa chất độc, không lẽ bệnh của ông lại do chúng độc gây ra? Chúng độc, cũng có thể gọi là chúng độc, nhưng mà loại độc này rất đặc biệt, gọi là cổ độc, cổ độc. Ai dám hạ cổ độc với tôi? Điều này tôi không biết. Cảm ơn Lâm Thần Y ra tay giúp đỡ. Xin nhận một lại của Lão Phu. Diệp Linh Lung, đừng quên điều kiện mà cô đã hứa.
Thầy Lâm, điều tôi nói nhất định sẽ thực hiện. Nếu anh muốn, tối nay tôi có thể làm luôn. Đêm đó để sau rồi tính đi. Bây giờ, tôi muốn đề xuất điều kiện thứ hai của mình. Dường như Lâm Đại Sư, mặc dù trẻ tuổi, nhưng võ công phi thường, thậm chí cả sự quyến rũ của Diệp Linh Lung, cũng có thể chống lại được. Đây mới là người có thể thành công. Không biết điều kiện thứ hai của anh là gì? Hãy cho tôi phần linh chi còn lại. Đó là điều kiện thứ hai. Lâm Đại Sư, phần linh chi còn lại anh cứ lấy đi đi. Người đâu? Lâm Đại Sư. Thầy Lâm, đúng là mắt lão quá mở. Lại không nhận ra thần y ở đây. Rất mong thầy Lâm không tính chuyện cũ. Cho tôi một cơ hội, để ông già tôi học thêm y thuật của ngài. Kỹ thuật châm cứu điều khiển bằng khí. Tôi không có thời gian để dạy ông. Được rồi, Diệp lão già tỉnh rồi. Bây giờ không có việc gì cả. Tôi sẽ rời đi trước. Khi cần đến nhà Diệp giúp đỡ, cứ nói với tôi. Nhà họ Diệp sẽ cố hết sức để giúp đỡ. Lưu Thiếu à, đến đây, em kính anh một ly. Mấy ngày không gặp, cánh vẫn còn gãy à? Lần này mời anh Lưu ra tay, muốn nhờ anh xử lý một người. Trong đó có 500 vạn, nếu mọi việc thành công, sẽ còn có thêm 500 vạn nữa. Ai vậy? Lâm Đông. Lâm Đông là ai vậy? Chưa từng nghe đến. Anh Lưu, tên đó thật quá đáng, làm gãy cánh tay tôi, và nó còn có nhiều hồng nhan tri kỷ. Chỉ cần giết chết Lâm Đông, thì Diệp Lung Linh sẽ là của tôi. Người này xinh đó, tôi rất thích. Việc này tôi sẽ giúp cậu hoàn thành. Bạch Ngọc. Bạch Ngọc. Hoàng tử Thành à? Ở Giang Hải, đúng là biết sinh sản mỹ nữ nhỉ. Lưu Thiếu, đây chính là Bạch Ngọc, Hoàng Tử Thành. Anh có ý gì vậy? Hai người quen nhau à? Nhanh chóng giới thiệu với tôi đi, tôi muốn quen biết cô gái này. Bạch Ngọc, đây là Lưu Thiếu, thiếu gia thứ hai của nhà họ Lưu ở thành phố này. Anh trai của anh ấy là người có vị trí cao trên bảng hổ. Vị trí và địa vị của anh ấy tương tự như thiếu gia thứ hai của nhà họ Diệp ở Giang Thành. Mau làm quen trước đi. Xin chào, anh tên Lưu Thanh Đằng. Rất vui khi được gặp em. Muốn mời em dùng một bữa ăn. Rồi tiện em cho tôi xin cái thất gia chân. Bạch Ngọc, còn đứng đó làm gì thế? Anh ấy đang coi trọng cô đấy. Tô Tiên đang mách bảo đường cho cô đó. Tôi đang đợi người ở đây, không có thời gian đi ăn cùng anh. Bạch Ngọc, cô thực sự không biết thời thế. Lưu Thiếu mời cô một cách chân thành, đi ăn cơm thôi, mà cô dám từ chối. Được ăn cơm cùng anh Lưu, đó là vinh dự của cô. Cô có tin hay không? Nếu hôm nay cô không đi ăn cơm cùng tôi sẽ làm cho người cô đang chờ quỳ xuống. Có đau không? Ôi thương quá, lại đây để anh xoa bóp cho. Anh buông tay tôi ra, dừng tay. Mày khẩu khí lớn thật đấy, muốn tao quỳ xuống trước mặt mày, mày cũng xứng sao? Lâm Đông, khẩu khí lớn thật đấy, đây chính là Lưu Thiếu. Trước đây tao không thể tiêu diệt mày, bây giờ vì những chuyện này mà, chạy tới đắc tội Lưu Thiếu. Về sau mình sẽ không phải lo lắng nữa rồi. Thằng biếu biểu này là ai thế, dám nói chuyện với tôi như vậy? Nói mày đấy thì sao? Nói chuyện và chỉ vào tao như vậy, dám bẻ gãy ngón tay của tao. Lâm Đông, mày dám bẻ gãy ngón tay của Lưu Thiếu, kỹ năng sát thủ của Lưu Thiếu không lường được đâu, mày có biết không? Lưu Thiếu là vô địch quốc gia đấy, sao lại bị hạ chỉ sau một đòn được chứ? Biết tao là Lưu Thanh Đằng rồi, mà còn dám động đến tao à? Cho dù mày từng cứu thị trưởng Phương, thì ông ta cũng không cứu nổi mày đâu. Hôm nay tao để lại những lời này ở đây. Trong vòng 24 giờ, mày sẽ trở thành một kẻ tàn tật không tay không chân, và cô ta, sau này ngày nào cũng mồ hôi nhễ nhại, và cả gia tộc nhà mày nữa. Tất cả những người liên quan đến mày, sẽ trải qua những đau đớn khốc liệt. Xem ra hai con súc vật mấy người, chỉ có thể trở thành nhân đất, mới không gây ra hại cho phụ nữ nữa. Mày tính làm gì, Châu Thông? Tiểu tử tìm chết à? Đây là võ sư Quyền Vương Châu Thông, chuyên gia ngoại công của môn Quyền Vương. Tao sẽ làm cho tứ chi mày tổn thương tận cùng.
và con đàn bà đó, sau này, sẽ bị tra tấn đến chết đi. Đồng Bắc Quyền Tông Sư, thú vị đấy, vừa hay tôi từng luyện qua, bát cực quyền mấy tháng qua, hôm nay tôi sẽ sử dụng bát cực quyền của mình, để đối đầu với Thương Bắc Quyền của anh, để tao xem mày dựa vào cái gì. Tiểu tử, tập bát cực quyền mấy tháng, đã dám đối đầu với tao à, thật là coi thường, võ thuật của Long Quốc ta quá. Tiểu tử, dám giả lợn ăn thịt hổ, dựa vào sức mạnh của mày hiện tại, có thể vào bảng hổ luôn đó, thầy Châu hãy mau mau đánh chết thằng nhóc này. Cục cục tác tác gì thế? Người tu luyện võ công có thể dùng đấm nói chuyện, chẳng cần phải mở miệng, đúng thế. Văn có thái cực, ăn thiên hạ, võ có bát cực, định thiên hạ, hôm nay Chu Thông này, bại dưới bát cực, chết không hối hận. Lâm Đông đúng không? Mày chờ đấy cho tao, đừng hòng mà tháo chạy, dù có chạy đến chân trời biển lớn, tao cũng sẽ không tha cho mày đâu, tao tại sao phải chạy, không chạy ấy gì. Giờ tao sẽ gọi cho anh tao. Anh à, sao thế? Em bị người đánh ở Giang Hải, hắn ta muốn biến em thành một tên thái giám. Cái gì? Kẻ đó là ai vậy? Lâm Đông, yên tâm đi em trai, anh nhất định sẽ giết nó để báo thù cho em. Mày sẽ sớm xuống dưới được gặp nó thôi, mày định làm gì? Lâm Đông, nếu mày dám đụng vào một sợi lông của em trai tao, tao sẽ làm cho mày chết không có chỗ chôn thây. Tao ghét nhất là có người đe dọa tao, mày nghe rõ chưa? Em trai mày và Châu Thông đã chết rồi, dám giết em trai tao, thù này tao nhất định sẽ báo, mày đợi đấy cho tao, báo thù tao, không cần đâu, tao lên thành phố tìm mày. Nhưng để tao nói cho mày một điều, nếu mày không chết ở trong tay tao, thì không chỉ có mày mà cả gia đình mày đều phải chết. Được rồi, nếu thế, hãy làm ngắn gọn, người tu luyện võ không nói những điều vô bổ như vậy, hãy hẹn trực tiếp trận chiến, đúng ý tao, sau 7 ngày, tại Thái Hồ Sơn tỉnh thành. Mày có dám đến thách đấu không? Tại sao không dám? Được, vậy sau 7 ngày, tao sẽ ở Thái Hồ Sơn. Nếu mày không dám đến, thì tao cũng sẽ điều tra rõ về danh tính của mày. Đồng thời cả gia đình mày cũng sẽ bị hại. Lâm Đông, liệu anh có đánh bại được Lưu Thanh Sơn không? Thôi kệ đi, bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi. Lâm Đông, anh nên đi nhanh đi. Nếu không, họ có thể giết anh đó. Cô biết bao nhiêu về Lưu Thanh Sơn này? Lưu Thanh Sơn và tôi, cùng với Bạch Tiểu Lâu ở tỉnh lớn, được gọi là Tam Kỳ Giang Nam, chúng tôi đều nằm trong bảng hổ. Tuy nhiên, Lưu Thanh Sơn đã lọt vào. Lần xếp hạng mới này, anh ta không tham gia, vì vậy, sự thật về anh ta, không thể dựa vào thứ hạng trên bảng hổ. Vậy cô có biết, vì sao anh ta không tham gia hổ bảng không? Bởi vì, anh ta đang giấu mình, người này đã đột phá hoàng cảnh rồi. Nếu lần này anh ta tham gia, anh ta cũng có thể đứng trong top 10. Của hồ bảng khi chỉ mới 29 tuổi, còn có người nào, cơ hội nổi tiếng như thế trong top 10 của hồ bảng. Đối với những người như Lưu Thanh Sơn, đã 29 tuổi rồi. Có hay không có khác biệt là bao, ngược lại, giấu mình đi lại càng tốt hơn. Như vậy mới không dễ, bị các lực lượng nước ngoài nhắm đến, xem ra Lưu Thanh Sơn này, không thể xem nhẹ được. Tôi vậy lại càng hứng thú hơn, về trận chiến ngày mai đó, tôi sẽ đi cùng anh, làm tài xế cho anh. Dù sao cô cũng là một bậc thầy trên bảng hổ, làm tài xế cho tôi á, đừng nói nhiều, chốt như vậy đi. Lưu Thanh Sơn đến rồi. Giang Hải Lâm Đông, hôm nay, đến thách đấu. Thú vị đấy. Đến để chết và còn đem theo đội cổ vũ cơ đấy. Trận chiến hôm nay, không chỉ là phân thắng bại, mà còn là quyết định sống chết.
Mày chính là Lâm Đông à? Một bậc đại sư võ đạo 20 tuổi, thật là trẻ trung. Mày rõ ràng có tiềm năng trở thành một danh thủ hàng đầu, nhưng tại sao mày lại nghĩ quẩn như vậy, muốn quyết đấu sinh tử với tao đến cùng? Lưu Thanh Sơn, anh chắc chắn sẽ thắng tôi vậy ư? Lưu Thanh Sơn này, hôm nay nhất định phải giết mày, bớt càng giảm vớ vẩn đi, trực tiếp vào trận đấu sinh tử luôn đi. Được. Tại đây, là nơi tao thường tập võ, chúng ta sẽ đối, đầu sống chết ở đây hôm nay. Người thi đấu hôm nay, võ đạo đại sư Lâm Đông, PK, võ đạo đại sư Lưu Thanh Sơn, phương thức đấu sống chết không cần bàn cãi. Lâm Đông, anh nhất định không được thua. Lâm Đông, nếu chẳng may anh bị chết, chúng tôi sẽ lập tức đi lấy chồng hai. Tôi có kết hôn với các cô đâu, ý của các cô, có vẻ như tất cả đều muốn lấy tôi à? Được. Vì các em yêu, tôi nhất định không thể thua. Cuộc đấu bắt đầu bây giờ. Vãi nhót, nội khí truyền cánh tay, Lưu Thanh Sơn thực sự đã trở thành một bậc thầy về nội khí tay, 29 tuổi đã thành bậc thầy về nội khí, ở tỉnh Giang Nam, đúng là một thiên tài hàng đầu. Lâm Đông có thể đánh bại Lưu Thanh Sơn không? Đông tử, cố lên. Nội khí phát ra bên ngoài, đây là nội khí phát ra bên ngoài, điều này hoàn toàn không phải là điều mà một bậc thầy về huyền khí có thể làm được, chỉ có môn phái hóa khí đỉnh cao mới có thể làm được, không ngờ rằng không chỉ là một thầy về nội khí, mà còn là một thầy về hóa khí. Thanh Sơn, anh thừa nhận thua đi, cuộc đấu này, anh hoàn toàn không phải là đối thủ của anh ta. Môn phái hóa khí thì sao? Hôm nay, tôi Lưu Thanh Sơn, sẽ sử dụng thông bắc quyền, để đấu với bậc thầy về hóa khí, nâng cấp mình để chiến. Đừng mà, đừng giết Thanh Sơn. Thật không ngờ chỉ cần một đòn là giết chết Lưu Thanh Sơn. Giỏi quá, không uổng là em trai tốt của chị, Đông tử. Tôi muốn kết hôn với anh. Cả bốn cùng một lúc á.